những công trình của mình trước. Đó. Và sau đó tôi sẽ đi vào cái phần sau là phần thể gan. Rất mong các bạn hãy cho Trung một tràng pháo tay thật là đồng. Dạ, cảm ơn thầy. Em rất là vui được đến đây để mà tham dự cái buổi này. Thực sự là ở bên Mỹ đã nghe những cái chương trình của chỗ này là Thư Thiên Trường. Dạ. Nghe những cái đề tài của thầy chia sẻ và đặc biệt là Mỹ học. Em là bởi vì là thuộc dòng tên cho nên là được đào tạo có triết học trong đó, nhưng mà cái triết học mà nó còn nhớ trong cái thời đó là Mỹ học, cho nên em sẽ dùng cái đó để nền tảng hoặc là bổ sung cho cái công việc hội họa. Hiện bây giờ là mình đang làm giáo sư ở trường đại học Seattle U ở bên Washington State. Mình hiện giờ là chair ở department của art ở đó. Công việc của mình là dạy về vẽ mỹ thuật, drawing, rồi sculpture, rồi 3D design là bằng dùng cái công nghệ 3D printing đó, tức là sẽ sáng tạo ra những cái thiết kế rồi sẽ in ra bằng 3D. Thì đây là một ví dụ, đây là cái hình mà mình in từ 3D. Original của cái hình này là tượng bằng đồng 5 feet ở nhà thờ chính tòa St. James ở Seattle. Thì mình làm cái đó ở đó và treo ở đó và mình scan nó, sau đó rồi mình in nó với màu sắc khác nhau hoặc là kích thước khác nhau tùy theo mình muốn. Thì mình sẽ chia sẻ điều đó với các bạn trong ngày hôm nay, bởi vì thầy sẽ có lẽ dùng cái này để mà mô tả về ý tưởng mỹ học của Hegel. Thì đây là một tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, nó nói lên cái mầu nhiệm phục sinh của Kitô giáo là Chúa đau khổ, chịu chết rồi sống lại. Thì thường thường trong các nhà thờ cũng như trong mấy ngôi nhà của mình đó, hay là trong ngôi nhà Kitô giáo đó, sẽ treo những bức thành này để tưởng nhớ đến cái mầu nhiệm này. Nhưng mà thường đa số các bức tranh đó, các tượng đó sẽ diễn đạt Chúa Giêsu chịu chết nhiều hơn hoặc là Chúa Giêsu sống lại, tức là có hai thái cực được dùng để mà thể hiện cái sự kiện này. Có lẽ hai thái cực đó là bởi vì cái nhu cầu của cái mục vụ trong cái thờ phượng trong cái Kitô giáo đó, cho nên là mình sẽ có hai cái thái cực, là một là diễn đạt Chúa chết khi mà hoặc là Chúa sống lại, và khi mà Chúa chết đó, thì tay của Chúa Kitô sẽ là có hình chữ V, tức là nó sẽ bàn tay nó cao hơn và cánh tay nó sẽ trụm xuống, rồi cái người cũng sẽ bị kéo xuống, rồi cái bụng nó sẽ hóp lại và cái chân cũng sẽ bị ghim vào trong cái cây thánh giá. Hoặc là thái độ khác, nghĩa là Chúa phục sinh, nghĩa là Chúa giang tay. Mình phải diễn đạt đúng không? Mình phải diễn đạt chứ, cái này học nói là nghệ thuật mà lại không có hình ảnh thì cũng khó gì lắm. Thí dụ như đây là Chúa chịu chết, rồi đây cũng là Chúa chịu chết, và đây cũng Chúa chịu chết, đây thì là Chúa sống lại, và đây là Chúa sống lại. Thì thật sự là có hai thái cực như vậy. Và nhu cầu tại sao nó lại ra như vậy là bởi vì là trong mục vụ. Bây giờ mình sẽ nói lịch sử của cái hình ảnh này đi nha. Tại sao nó lại có hai thái cực như vậy? Thì lịch sử một chút. Để khi mà nghệ thuật thì phải có lịch sử, rồi có sáng tạo, rồi có bình luận, rồi có triết học trong đó nữa. Thì bây giờ nói lịch sử.
thì lịch sử của Kitô giáo khi lần đầu tiên mà làm cái bức tượng mà Chúa chịu chết này là thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6. Bởi vì trước đó là không có những hình ảnh về Chúa chịu chết. Lý do, có nhiều lý do. Một là có thể là mình người Công giáo không cần điều đó. Rồi thứ hai là bởi vì từ Do Thái giáo là cấm việc mà vẽ hình ảnh để mà thờ phượng, tại vì sợ là thờ gẫu tượng, cho nên là không có nhu cầu đó. Hoặc là có một giải thích nữa là có khi mình vẽ nhưng mà hồi cái những chất liệu đó nó mỏng manh quá rồi nó biến mất trong lịch sử, cho nên là mình không có những tài liệu đó. Cho đến khi là mình thấy cái đầu tiên là có sự hình, có cái hình ảnh này là từ cái hòm của một người, của một ông giàu có, rồi trên bằng đá, thì cái hình này diễn đạt là Chúa chịu chết nhưng mà trong tư thế sống lại, nghĩa là Chúa rất là vạm vỡ, rồi cười, rồi cũng đóng đinh nhưng mà rất là vui vẻ. Lý do là mình muốn, Kitô giáo muốn truyền đạt cho những người theo trong lúc đó là mình theo một Thiên Chúa sự sống chứ không phải Thiên Chúa chết. Rồi theo dòng lịch sử thì thành Kitô giáo thành quốc giáo sau thời Constantine. Rồi khi mà thành quốc giáo như vậy thì qua thời Byzantine thì cũng sẽ diễn đạt Chúa chết nhưng mà Chúa cũng vẫn tươi cười, vẫn vui, cũng giang tay trên thánh giá. Rồi sau đó thì trải qua những cái thế kỷ sau đó thì Chúa sẽ diễn đạt là nhân tính hơn thay vì thần tính, là Chúa là con người và Chúa thực sự Chúa chết, và Chúa chết tức tưởi bởi vì là chịu khổ cho nhân loại. Cho nên là rất là nhiều tác phẩm mà diễn đạt cái đau khổ đó và mang cái tội đó, như cái này là không những là chết nhưng mà tất cả những cái bệnh tật của da người hay thân thể là nó lên trên đó hết, tức là diễn đạt sự đau khổ cùng cực và cái mũi nhọn của con người được lên trên đó hết. Rồi cùng một lúc nữa là phụng vụ của Kitô giáo được chia làm 3 ngày, nghĩa là một ngày sẽ nói về Chúa vác thánh giá, ngày thứ hai thì là Chúa sẽ chịu chết, ngày thứ ba thì Chúa sống lại. Và mỗi sự kiện như vậy thì cần phải có một cái hình ảnh để diễn đạt. Thì không may là cái sự mầu nhiệm phục sinh là nó cần phải có 3 cái yếu tố đó, thì nó lại chia ra thành 3 ngày như vậy. Và để mà serve cho cái vụ mục vụ, cho nên bây giờ mình thành cái hình ảnh đó, nó lại có hai cực, nghĩa là một là Chúa chết, hai nữa là Chúa vác thánh giá, ba là Chúa vác thánh giá, xong rồi Chúa chết, xong rồi Chúa sống lại. Nhưng mà nếu mà thực sự mà hiểu rõ cái mầu nhiệm, thực sự mầu nhiệm thì nó là không thể nào giải thích mãi hết được, không có lời nào, tại nó vượt qua cái lý trí của con người, cho nên nó mới gọi là mầu nhiệm. Nhưng mà mầu nhiệm trong Kitô giáo, mầu nhiệm phục sinh hoặc là mầu nhiệm vượt qua Kitô giáo, nó cần phải có 3 khía cạnh: đau khổ, chết và sống lại, thì nó mới ra được mầu nhiệm. Cho nên cái thánh giá này muốn làm dung hòa hoặc là diễn đạt 3 yếu tố đó trên cùng một hình ảnh, thì cái này có thể là thầy sẽ giúp mình nói về cái sự phối hợp synthesis của Hegel ý tưởng, thì cái này là để thầy, thì em nghĩ là nó có liên quan đến với những cái gì sau thầy sẽ chia sẻ, đó là làm sao mà mầu nhiệm phục sinh có 3 khía cạnh đó được diễn đạt trên một hình ảnh. Đấy là câu hỏi để mà sáng tạo. Thì để tạo ra cái hình ảnh đó thì em làm cái này. Mình làm cái này. Thứ nhất là cánh tay của Chúa ngang, thẳng, chứ không là chữ V. Chữ V, một là sẽ có cái chiều hướng bị kéo xuống, nghĩa là chữ chết. Hai là Chúa sẽ sống lại, thì cũng là hai thái cực. Cho nên cái cánh tay này cố ý làm thẳng để mà diễn đạt cái sự
cái khác biệt của hai thái cực đó là thái cực ở giữa. Rồi nếu mà để ý thêm thì các bạn sẽ thấy một bàn tay thì nó sẽ thẳng ra và có thể bị ghim, vẫn có lỗ ở đây. Còn nếu mà chết, mà tức tưởi á, thì sẽ là nắm lại. Cho nên cái bàn tay này không phải nắm lại để mà giống như bị nắm lại trong cái đinh đó, còn cái này là giãn ra. Nhưng mà giãn bên đây á, nó vẫn là mở và có thể bị ghim. Nhưng mà cái bàn tay bên đây thì không thể nào ghim được, tại vì nó được đưa ra với góc độ khoảng 30 độ rồi đó, hoặc là 45 độ rồi. Cho nên bàn tay bên đây không thể nào bị ghim. Bàn tay bên đây có thể bị ghim mà cũng không nắm được. Cho nên là khúc này là nó khác với lại những cái hình ảnh mà bị nắm hoặc là bị ghim, tại vì cái chỗ này khác. Rồi, điều thứ hai là để mà làm rõ nét cái màu nhiệm vượt qua đó, là cái cúi đầu trong cái tác phẩm này là Chúa Giêsu cúi xuống chứ không phải là gục xuống. Nhiều hình ảnh sẽ là gục xuống hoặc là ngước lên, đây là ngước lên, hay là có thể bị gục xuống. Gục xuống thì coi như là xin thì, còn cái này là cúi xuống, là một động tác vẫn còn sống và vẫn dõi theo những cái gì xảy ra ở dưới. Thì làm sao biết được, là bởi vì cái cơ bắp, cái đường cơ của cái cổ này nó căng ra và sẽ cúi xuống. Rồi cái muscle đứng lên luôn, cho nó là nghệ thuật mà nó phải động tác chứ không phải ngồi. Dạ. Cái cơ bắp của cái chỗ hông này là nó xoay, tức là nó xoay ra chứ nó không có bị hụt xuống như là chết. Tức là cái kia nó là chỉ một hướng thôi là xuống, còn hướng này là sẽ xoay, tại vì cái hip của mình nó có cái rotation. Và cái xoay như vậy, xoay rồi thì đâu mình biết cúi được, thì cái chỗ này nó sẽ căng hơn một chút so với bên đây. Nhưng mà nó không quá cố ý, nếu mà quá thì nó lại đổ, cho nên là nó vừa đủ để cho các bạn suy tư thôi, để nhẹ nhẹ nó xoay và nó vừa đủ để nhìn xuống. Dạ rồi, điều đặc biệt nữa là cái chân của Chúa sẽ là chân bay, tức là cái động tác đầu tiên của một người nhảy đó. Khi mà các bạn là học nhảy đó, là người nhảy dancer đó, thì cái động tác đầu tiên là sẽ có cái nhún như vậy. Rồi thì rồi cái gương mặt nữa là một khía cạnh nữa mình muốn chia sẻ, là cái thân thể của Chúa nó rất là sần sùi, thì nó cũng diễn đạt cái sự biến đổi giữa decay cho đến sự sống lại. Thì cái này nó khó nhìn với cái tác phẩm nhỏ, nhưng mà thí dụ cái vai nó khác, rồi cái bụng nó sẽ có những sần sùi đó để nói là nó đang sự biến đổi. Thì nói tóm lại là mình sẽ có bốn khía cạnh để giúp cho người xem chiêm niệm về cái màu nhiệm vượt qua, là vừa đang xảy ra sự sống lại trong cái chết, giang tay vẫn giang tay, vẫn là chịu khổ hình, nhưng mà có sự sống động, có cái sự sống trong cái lúc này, nghĩa là cúi đầu, ban phép lành, nhảy như là bay, và thân thể được đang biến đổi. Thì nếu mà thân tích thêm về cái bố cục này, thì một mặt đó là cái chân nó sẽ đưa người xem bay lên, tại vì nó là hướng bay. Nhưng mà lên thì lại gặp gương mặt Chúa cúi xuống thì lại đi xuống. Xong rồi cái này nó lại ngang, cho nên nó cứ lơ lửng như vậy. Mình nghĩ phân tích là mình cố ý là nó cứ lơ lửng trong cái không gian như vậy, lúc lên xong lại xuống xong lại ngang, bởi vì và giữ phép lành. Rồi một khía cạnh nữa là nó có cái sự hy sinh, sự cam chịu, sự hy vọng và muốn hiến thân cho cái điều can đảm này. Thì đây là tác phẩm mà mình muốn làm để chuyển đạt cái tư tưởng của màu nhiệm Kitô giáo. Một phần nữa nó cũng được grounded, nằm trong cái nền tảng của thánh sử Gioan, tức là bốn người viết về phúc âm kinh thánh. Thì có bốn thánh sử, thì ba thánh sử kia nó cùng một cái quan điểm nhìn gọi là nhất lãm. Gioan
thì lại có khía cạnh khác với lại nhất lãm. Thì cái bay này nó cũng được nằm trong cái thần học của Do An thay vì là thần học của nhất lãm. Nghĩa là sao? Thần học của nhất lãm ba cái thánh kia là Marco, Matthew và Luca thì đều tường thuật cái sự kiện Chúa chịu chết và sống lại nó theo cái quy trình là Chúa chết, Chúa sống lại và Chúa lên trời. Đó là tín lý hoặc là cái cách nhìn của thánh sử, ba thánh sử đó. Nghĩa là Chúa chết rồi, Chúa sống lại để nói là Chúa đã chiến thắng sự chết. Rồi sau đó một thời gian 40 ngày Chúa bay lên trời và ngự bên Chúa Cha. Đó là cách mà tuần tự thời gian của nhất lãm. Gioan thì lại thần học khác. Gioan đổi cái trật tự của cái sự kiện này là Chúa chết, Chúa lên trời và Chúa sống lại. Chúa sống lại tức là Chúa tỏ mình ra sự sống cho các môn đệ. Thì các thần học gia đặt câu hỏi của tại sao nó lại được xảy ra như vậy và ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của nó không phải là sống lại để mà chứng tỏ là mình chiến thắng sự chết, nhưng mà cái sống lại của Gioan là để sai các môn đệ, tức là sai mọi người đi làm chứng cho cái sự sống này, chứ không phải là để nói là ta chiến thắng sự chết. Thì một phần là chiến thắng sự chết, nhưng mà commission để mà truyền cho các môn đệ nói về cái niềm vui này thì điều đó quan trọng hơn. Cho nên cái câu kinh thánh mà mình, nếu mà các bạn để ý nghe là ngay hôm nay cái người mà trộm lành đó hỏi là xin cho con được ở với người đó, thì Chúa Giêsu trên thánh giá nói là ngay hôm nay ngươi sẽ ở với ta, tức là không có đợi lúc nào hết, thì ngay lúc chết thì sẽ được ở rồi. Thì cái nhánh của Gioan là đều hướng về cái giờ này hết. Khi mà ngài viết về những cái câu chuyện của Chúa trong cái kinh thánh của ngài đó, thì ngài thường có cái câu là giờ của ta chưa tới, xin cho con được vinh hiển trong giờ. Thì cái giờ đó là cái lúc mà theo diễn giải đó là cái là giờ mà Chúa chết. Nghĩa là khi mà Đức Giêsu chết trên thánh giá là lúc ngay lúc đó là được vinh danh, tức là vừa chết là làm vua luôn, hoặc là vừa chết là được thăng thiên luôn. Thì cái bay này nè, cái bay mà mình muốn diễn đạt, nó không chỉ là diễn đạt cái mầu nhiệm Kitô giáo, nhưng mà nó cũng diễn đạt thần học của Gioan là ngay lúc mà sinh thì là lúc Chúa trở về với Thiên Chúa Cha. Nghĩa là cái nơi mà ngài bắt đầu thì ngay lúc đó là ngài về, là ngài bay. Cái hồn của ngài có lẽ là tinh thần theo kiểu của Hegel, em muốn nói giữa triết học ấy, nhưng mà hai ngôn ngữ nó khác nhau, mà đại khái cái tinh thần, cái hồn của Kitô, nếu mà theo của đức tin của Kitô giáo, là được bay về với Thiên Chúa là nơi mà sinh ra. Và cái sự sống lại đó là để truyền cho các môn đệ nói về cái điều này. Thì đấy là cái điều em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Đây là tác phẩm muốn diễn đạt. Và bây giờ sẽ dùng những ý tưởng này để khai triển lý học của Hegel. Và em rất là muốn học hỏi và lắng nghe, bởi vì là thầy là giống như là model của em, rất là trên YouTube, rất là hạnh diện được ở đây với thầy. Rồi, cảm ơn những cái lời của cha Trung. Xin mời cha Trung ngồi là cho phép mình được nói tiếp. Đứng từ góc độ triết học của mình thì Hegel là một người được đào tạo rất kỹ về thần học, không có thua kém bất kỳ một thần học gia nào của hiện đại. Và mục đích ban đầu của Hegel cũng muốn trở thành một mục sư, ông ta là Tin Lành.
thì muốn trở thành, cho nên cái việc mà rất nhiều người hiện nay khi đọc lại tác phẩm mà hiện tượng học về tinh thần á của Hegel, nó vẫn nói rằng đây là một dạng thần học trá hình, một dạng thần học trá hình, tức là dùng ngôn ngữ triết học nhưng thực sự phô bày của thần học. Thậm chí một số người thì lại nói ngược lại là Hegel đã xóa ngôi của Thiên Chúa khi tự cho rằng cái tinh thần tuyệt đối cuối cùng lại nằm trong đầu của ông ta. Tại vì là cái lộ trình, ta biết là lộ trình, đúng là lộ trình tư duy của Hegel là lộ trình ba bước. Thì cuối cùng khi mà lý tính các bạn, reason, logos của Hy Lạp, tự nhận thức ra chính mình trong toàn bộ quá trình đi tìm hiểu chính mình đó, thì đến đó là ta đến tinh thần tuyệt đối rồi. Khi tinh thần hiểu được mình chính là lý tính đang phát triển trong dòng lịch sử đó, những cái quá trình lịch sử chúng ta đang diễn biến là một quá trình của tinh thần hết, là cái tinh thần cuối cùng khi nhận thức được chính mình thì tinh thần nó trở thành tinh thần tuyệt đối. Thì đây là một cái chúng ta có thể phiên diễn nó theo dạng thần học hoặc là phiên diễn theo dạng triết học. Thì hai cách phiên diễn này lại trái ngược nhau. Cái thứ nhất là cho rằng là cái hành trình của tinh thần tuyệt đối đó chính là thần học. Còn một cái loại phiên diễn theo kiểu triết học là cho rằng là Hegel là xóa ngôi của Thiên Chúa, là thay thần học bằng chính triết học của mình. Tức là hai cái hướng nào cũng được. Ok, tôi muốn nói một chút về, mặc dù tôi là một người không phải là tín đồ của Kitô giáo, tôi rất là hâm mộ và cũng từng tham gia được dịp cơ hội gặp gỡ những nhà thần học như là cha Trung, như là cha Minh và nhiều cha khác của dòng Đa Minh đó. Thì tôi có dịp trao đổi về vấn đề này thì tôi thấy xin góp cái ý như sau, mà tôi đoán là chắc cha Minh và cha Trung cũng biết rồi, cho nên là chuyện không gì lớn lao là điểm thôi ạ. Theo các nhà nghiên cứu đó về thánh sử đó, thì họ nói rằng là cái việc mà bị đóng đinh thế này là nó không đúng. Đây là bước, đây tác phẩm thần học, họ nên nhớ nha, đây phẩm thần học mà được phát xuất từ sự tín ngưỡng của các Kitô hữu, cho nên có thể nó không chính xác về mặt lịch sử. Thì các nhà nghiên cứu họ phát hiện ra rằng là cái đinh nó phải đóng ở chỗ cổ tay các bạn, chứ phải đóng chỗ này. Này nếu đóng như vậy đó, với sức nặng của cái con người bình thường, các bạn nó sẽ kéo và rắc tay lên và sẽ bị đứt xuống, rớt xuống luôn. À, thành ra là cái quá trình đó thì là đinh phải đóng ngay chỗ khớp xương chỗ này thì mới chắc chắn. Thì các cái tài liệu về lịch sử đã phát hiện là phải đóng ngay khớp này. Thì khi mà Chúa bị treo lên các bạn thì nó phải đóng vô khúc này mới được. Và những phần dưới đều cũng đều xuyên khúc đó. Thì tôi tin rằng là cái lập luận này nó hợp lý hơn. Tại vì với cái bàn tay mỏng manh của Chúa Giêsu Kitô như vậy đó, thì nếu mình nó đeo là nó bị tuột da, nó sẽ bị xé rách bàn tay và rơi xuống ngay. Nhưng lưu ý là tác phẩm thần học có nghĩa là không phải nhất thiết phải chính xác về mặt tư liệu lịch sử. Nhưng với những tư liệu đó thì tôi muốn nêu thêm điểm này, thì với việc mà cha Trung và cha Minh chắc chắn là cũng đã biết điều này, nhưng đây là tác phẩm thần học. Và tôi nghĩ rằng các bạn, tôi có một cái góp ý là với cái cách, tôi có một cái nhìn khác về cái bức tranh của cha Trung là tôi nghĩ rằng là cái thần học chính thống của hội thánh, các bạn vẫn nhấn mạnh rằng là Thiên Chúa là vừa nội tại mà vừa siêu việt. Tức là nếu mình nói rằng là Thiên Chúa chỉ là nội tại trong thế gian này, nhấn mạnh vai trò của Chúa Đức Giêsu Kitô, nhấn mạnh cái vai trò làm người, cái nhân tính, thì ta nhấn mạnh yếu tố nội tại. Tức là immanence, exist like human being, đó là vai trò của Jesus Christ, đó là vai trò của humanity. Còn nhìn được góc độ khác các bạn, thì Thiên Chúa là siêu việt trên mọi ngôn ngữ và mọi trình thuật. Mọi trình thuật về Thiên Chúa đều không thể nói đúng được cái mầu nhiệm đó. Tại vì nếu mình mô tả được cái đó thì không còn là siêu vượt nữa. Nên Thiên Chúa là vừa siêu vượt vừa nội tại, ngày ở trong thế gian này và vượt qua khỏi thế gian này. Cho nên lúc mà tôi được nhận đó, cái bước này được cha Trung tặng cách đây khoảng 2 tuần đó, cái cảm nhận tôi là thấy là cái điều gì nó đúng cái điều mà thân học chính thống mà nói rất nhiều lần là Ngài vừa ở trên và Ngài vừa ở trong thế gian này, Ngài vừa siêu vượt ra khỏi thế gian này, nhưng Ngài vừa ở trong thế gian này. Thì tôi nhìn bức tranh, tôi cảm nhận là nó có một cái gì nó hài hòa một cách rất là huyền diệu giữa hai phần đó. Và điều này nó nhìn thật kỹ các bạn, nó cũng chính là cái số phận của triết học của Hegel, là cái triết học đó nó vẫn ở đây, nhưng vẫn có một gì đó nó vượt lên trên khỏi. Tại vì có quá trình ngoài là đi đó, những cái bước chân của lịch sử là bước chân của tinh thần tuyệt đối, tinh thần của đi. Và khi họ đi tinh thần như vậy và đã thể hiện ra tất cả những cái thứ trong nội tại trong thế gian này, thể hiện thành pháp luật, thành ra tòa án,
thành ra các định chế xã hội, thành ra nhà nước, đó là tác phẩm của tinh thần, để cho tinh thần có thể tự hiểu mình là như thế nào trong thế gian này. Các anh phải trải qua tất cả những trải nghiệm của con người, từ trải nghiệm ban đầu của những giác quan cho đến trải nghiệm cuối cùng đỉnh cao của lý tính là nhà nước, là tinh thần phải trải qua hết những bước đi đó để tự hiểu mình là ai, lúc tinh thần mới thành tuyệt đối được. Cũng như là Đức Giêsu Kitô đã có những cái trải nghiệm, và trải nghiệm mà đau đớn nhất là cái chết, khi ngài phải chết một cách đau đớn như vậy lắm, đó là cái tột cùng nhất của những cái trải nghiệm làm người, cái kiếp nhân sinh của ta, cái đó là đau đớn cuối cùng. Và khi ta vượt qua sự đau đớn đó thì chúng ta mới thật sự bước vào thế giới của sự siêu việt. Thì cái hình ảnh đó mình muốn nói sơ chút xíu về cái điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái nội dung của cái cuộc và điều này, tại vì chúng ta bắt buộc khi nói thống học Hegel thì ta lại bắt buộc phải nói sơ một chút về cái nền tảng triết học đó, về nghệ thuật và lúc đó chuyên gia về tư tưởng của Heidegger. Thì thưa quý vị, Triết Lý Nghệ Thuật của Heidegger của Nhã Nam xuất bản hay gì đó mà dịch rất là tốt, rất hay. Gần như tôi đọc cuốn sách này là rất nhiều lần. Thì tôi nhớ một điều Heidegger nói rằng là tôi đồng ý với Hegel rằng là nghệ thuật đã chết. Art is dead. Tôi đọc này tôi thấy quá xúc động luôn, quá hoành tráng, quá hay. Tôi đồng ý với Hegel rằng nghệ thuật đích thực đã chết ở Hy Lạp. Nó sau Hy Lạp không còn nghệ thuật đích thực nữa. Với những cái tượng đài đó, với những đó thì phải nói là những cái câu nói nó quá hay đi. Thì bắt buộc tôi là phải quay lại tìm hiểu bởi lại cái quan điểm của Hegel. Thì tôi thấy rằng Heidegger đã nói sai. Và điều này khiến tôi vô cùng thất vọng về cái vị đại triết gia này. Tôi nói rằng hình như là các đại triết gia mà có một số bọn giống nhau là hiểu sai về nhau hết. Ở cái điểm là Hegel không có câu nào, không có đoạn nào mà Hegel nói rằng nghệ thuật đã chết và đã kết thúc. No, không có đoạn nào nói như vậy. Okay. Ông ta chỉ nói rằng những cái nghệ thuật hình ảnh nghệ thuật của Hegel đó nó mới được thay thế bởi hình ảnh nghệ thuật đến sau. Tại là quá trình của chính tinh thần tuyệt đối. Tại nó bị thay thế không phải nó chết, nó luôn luôn nguyên tắc triết học Hegel là cái sau là phủ định cái trước nhưng bảo lưu những cái hay nhất của cái trước lại rồi phát triển thêm, chứ không bao giờ có sự tiêu biến hoàn toàn cái đi trước theo kiểu mà cách mạng, mà vẫn giữ lại, tức là vượt lên và giữ lại. Đó là nguyên tắc triết học của Hegel, là cái sau các bạn nó vượt cái trước và nó vượt qua cái trước, nên gọi là phủ định cố phủ định. Và danh từ Hegel là phủ định tuyệt đối. Phủ định tuyệt đối chính là khẳng định. Tức là một khi mình phủ định điều này để rồi mình tạo ra một cái mới, thì cái mới này nó vẫn là dựa trên nền tảng của cái cũ đó, chứ cũng không có ý là những hình thái mà cuối cùng. Tại vì Hegel cũng như Heidegger quá ca ngợi những hình ảnh của mà điêu khắc Hy Lạp á, điêu khắc Hy Lạp, những hình ảnh đây và điêu khắc đây bạn, hình ảnh ở đây là hình ảnh Hy Lạp và bắt nguồn theo dạng như thế này. Đó, đối với họ thân thể con người là đẹp nhất, và chỉ có thân thể con người mới thể hiện được thân thể của thần linh. Thành những cái tượng đài mình thấy coi về những bức điêu khắc các bạn ở trong các cái nền điêu khắc của Hy Lạp đó, thì chúng ta thấy là đó là những nhà điêu khắc Hy Lạp đang muốn mô tả những cái vẻ đẹp hoàn hảo nhất của thần linh. Tức là các thần linh mà như thần Zeus ở trên đỉnh Olympus, các vị thần linh đó đều mang hình ảnh của con người hết. Nó phản ánh một điều các bạn ở trong Kinh Thánh có nói là khi Thiên Chúa tạo loài người các bạn theo hướng cái imago Dei đó, là hình ảnh của chúng ta là hình ảnh của chính Thiên Chúa. Thì những tác phẩm điêu khắc là đây là họ là những người là họ chưa có ý thức nhiều, tức là chưa có sự cảm nhận nhiều về Kitô giáo. Đó, mãi về sau mới cái đó nó mới thổi lan toàn khi nó thành là cái là quốc giáo của đế quốc La Mã dưới triều đại Constantino. Còn trước đó các bạn thì nó vẫn còn là lan tỏa, thậm chí còn bị áp bức một thời gian rất là dài trước khi trở thành quốc giáo giữa cái sắc chỉ Milan đó, lúc đó mới thực sự là trở thành quốc giáo. Còn thấy là cái hình ảnh á, những thần thoại là các bạn họ mô tả các vị thần linh thì chính là dùng cái thân thể đẹp nhất của con người đó, để mô tả các vị thần linh đó. Thì đây nó có một cái sự mà thể hiện rất là hay. Và với những hình ảnh hoàn hảo như vậy đó thì Hegel và kể cả Heidegger đó, nói chung đó, họ quá hâm mộ ngưỡng mộ cái này đó, thành ra họ mới nói rằng là sau đó không còn tác phẩm nào được như vậy nữa, nên họ mới nghĩ rằng nghệ thuật đích thực đã chết là như vậy. Nhưng thật ra ý của Hegel không hề nói như vậy,
Hegel không hề đặt cái điêu khắc trên, ông cho là cái tinh thần chính của tinh thần Hy Lạp á, nó lại là tinh thần của bi kịch. Ý nói là kịch nghệ, nó cái tác phẩm này mà thật sự mà làm nói lên tinh thần Hy Lạp là còn điêu khắc chứ là nghệ thuật mà vĩ đại thật nhưng chưa bằng tới. Nên những cái ba cái đại tác giả Hy Lạp họ ta rất là hưởng mẫu là Sophocles và Aeschylus và một người Euripides mà. Thì ba cái nhân vật này đó chúng ta đặc biệt đề cao là Sophocles với vở biên kịch Oedipus the King, vua Oedipus đó, là giết cha lấy mẹ mình, sau đó tự đâm mù mắt để ra bốn đứa con và tạo ra cái vở kịch kế tiếp là Antigone. Thì tôi có hy vọng rằng một bữa khác tôi sẽ nói chuyện về vở kịch Antigone với quan điểm so sánh giữa Judith Butler và Hegel. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái nghệ thuật đó các bạn, theo quan điểm của Hegel đó là một cách, dù là một cách không được cao siêu bằng triết học, ông ta nói là nghệ thuật là thấp nhất. Ok, cao hơn nghệ thuật là tôn giáo và cao hơn tôn giáo là triết học. Chứ là từ đầu tiên là art, cao hơn nữa là religion và cao nhất là philosophy. Bởi vì chỉ có philosophy các bạn mới nhận thức được bản chất của lý tính một cách thuần túy bằng khái niệm. Đối với Hegel, khi bạn nhận thức bản chất của một sự vật bằng khái niệm á, bạn mới đi tới cái cuối cùng. Ok, còn tôn giáo các bạn là không phải dựa vào hình ảnh. Tôn giáo phải dựa vào hình ảnh, tức là đối với quan điểm của Hegel các bạn, bạn phải nhìn cái bức tượng, cái tượng thánh ở trong nhà thờ, bạn mới cảm thấy cảm nhận được cái màu nhiệm của cái việc phục sinh. Ok, nhưng nếu bạn có thể cảm nhận được nó bằng thuần túy khái niệm, thuần túy purely by concept, lúc đó mới thực sự là bạn đi tới đỉnh cao, vì không còn lệ thuộc vào trong hình tượng nữa. Hegel, nên Hegel đặt tôn giáo là second to philosophy, tức là religion is a second only, không có phải là the best. Cách để chúng ta nắm vững được cái nắm vững được điều đó, đó là chính là bằng khái niệm chứ không phải bằng hình ảnh. Ở đó tôn giáo vẫn còn thua triết học ở chỗ là chưa có thực sự đi tới chỗ thuần khiết nhất của khái niệm. Thì điều này Hegel có lý các bạn, theo quan điểm của tôi Hegel có lý là bởi vì á, nếu bạn dùng hình tượng các bạn, bạn sẽ bị vô lơi vào ngẫu tượng, đúng như cái lệnh cấm của Do Thái giáo. Ví dụ bây giờ tôi á, tôi là người theo đạo Phật, thì tôi sẽ nhìn cái tượng Phật Bà Quan Âm tôi thích hơn nhiều hơn là nhìn tượng Đức Mẹ. Như vậy cái vấn đề sẽ tranh cãi nhau về hình ảnh, và chúng ta có quan điểm là chúng ta định danh kiểu biển số định danh định danh cái đó là mới là chân lý đó. Ví dụ chúng ta là tín đồ Kitô hữu của bạn thì nhìn cái bức tượng này chúng ta rất là xúc động, nhưng mà nhìn tượng mà ngồi thiền của Đức Phật Thích Ca thì chả thấy xúc động kỹ hết, và nó mang tính loại trừ các bạn. Trong khi tôi nghĩ rằng cái thông điệp của Đức Giêsu Kitô là bao dung và thương yêu lẫn nhau, nhưng chúng ta đã lỡ thương yêu một cái hình ảnh nào đó thì ta có xu hướng loại trừ những hình ảnh khác. Nên có lý do để cho kể cả Hồi giáo, hội họa của Hồi giáo các bạn lẫn Do Thái giáo cùng gốc mà đều giống nhau, có gốc rất là Trung Đông hết á, đều giống nhau chứ không có nhấn mạnh hình tượng. Và bước vô một cái nhà thờ của Hồi giáo và một cái mosque là toàn mấy cái chữ Ả Rập không, để ta đừng có tư duy bậy bạ bằng hình ảnh. Ta mặc bằng lỡ bằng hình ảnh các bạn là chúng ta có xu hướng chúng ta bị gắn kết với cái hình ảnh đó. Đó, ví dụ như trong thời gian rất là dài, hình tượng Chúa Giêsu á là hình tượng của người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, trong khi Chúa Giêsu là người Trung Đông là tóc đen mắt đen và da ngăm ngăm. Người Palestine mà khu của Palestine, khu đó phải là phương Tây đâu. Trong thời gian rất là dài chúng ta bị định danh fix on his image as a Westerner, một người Westerner, một người ngoài phương Tây, tóc vàng rồi nhìn mà có đó oai phong lẫm liệt. Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà nhìn vào mặt lịch sử mà thì nếu mà đừng có bám vào hình ảnh đó, thì ta phải nhớ rằng là Đức Giêsu Kitô là người Trung Đông, tức là cái cánh mắt phải đen, tóc đen và da ngăm ngăm. Thì như vậy bằng những hình ảnh sau này, những bộ phim sau này nó làm theo cái tư liệu đó, em mà thấy từ những nhân vật đóng sau này đó nó đều theo cái hình ảnh gần với lịch sử hơn. Nó không dám mô tả kiểu mà tóc xanh rồi mắt xanh rồi tóc vàng theo kiểu người thuần túy phương Tây như vậy. Đấy, ai cũng biết về Chúa là đến từ Trung Đông. Thì như vậy các bạn thấy rằng là với những cái chi tiết như vậy đó làm ta nhìn thấy rằng là tôi một phần nào tôi đồng ý với Hegel là cái tôn giáo mà nó bị lừa thuộc của hình ảnh á, tức là nó làm ta mất cái tính thuần khiết của khái niệm. Thay vì ta hiểu khái niệm phục sinh là như thế nào thì ta lại phải nhìn vào hình ảnh đó,
hình ảnh Chúa bị đóng đinh, rồi Chúa phục sinh. Đó, thậm chí trong giữa phúc âm nhất lãm, tin mừng nhất lãm và tin mừng của Gioan đó, nó cũng khác nhau đó, và tạo ra những loại thần học khác nhau và loại Kitô học khác nhau. Vậy và như vậy các bạn, thì còn nghệ thuật còn thấp nữa, nghệ thuật theo Hegel còn xuống thấp nữa. Cả ba đều là thể hiện tinh thần tuyệt đối hết ở ba đẳng cấp, giống như tiểu học, trung học và đại học. Bạn lưu ý nha, đó là cách chia của Hegel. Okay. Cách chia cuối cùng là triết học và tinh thần đó. Thì triết học thần nó có ba giai đoạn. Đoạn thứ nhất là nghệ thuật, đoạn thứ hai là lên tôn giáo, và cuối cùng là kết thúc ở triết học. Một, hai, ba. Okay. Tiểu học là nghệ thuật, trung học là tôn giáo, đại học cuối cùng tốt nghiệp mới thành ra là tổ triết học cuối cùng. Okay. Thì cái nghệ thuật á, Hegel cũng cho rằng là đó là vị trí thứ ba trong cái nền triết học và tinh thần tuyệt đối mà thôi. Thì thứ ba là cho nói rằng là nó cũng là hình ảnh của chân lý, nó là hình ảnh của chính Thiên Chúa, tuy chúng ta đang đứng góc độ thần học hay là triết học. Nhưng mà cái hình ảnh này các bạn, nó phải đến chúng ta qua con đường của giác quan. Qua con đường của giác quan, không còn cách nào khác hết. Ý của Hegel muốn nói đó là cấp thấp nhất. Tức là nghệ sĩ còn thua nhà thần học, mà nhà thần học thì còn thua nhà triết học. Tại nhà triết học là vận dụng các khái niệm thuần túy của triết học, không bị dính vào hình ảnh nữa. Còn nhà tôn giáo phải dùng hình ảnh để vượt, để đi vào cảnh giới của siêu việt, thì phải thông qua những hình ảnh của thế giới nội tại. Còn nghệ thuật là thấp nhất ở điểm là phải quay mượn những hình ảnh của giác quan. Dù nghe âm nhạc, bạn nghe thánh ca đó rất là hay, đúng là bạn là nghe nhạc đạo. Người xưa tôi là nhạc thích quét gần cái nhà thờ Thiên Phước ở Thị Nghè đó, ok, tôi nghe nhạc aria là khoái, tôi nghe tôi thấy nó hay lắm, nó hay. Nhưng mà nếu không có âm thanh đó thì làm cách nào để mà đạt tới cái chỗ đó đây? Tức là phải quay mượn con đường của thị, của thính giác, mình phải nghe. Cái mình thấy nó nhạc này nó thiêng liêng, nó hay quá đi, thánh ca nó hay quá, trong sáng, đặc biệt có một những cái dàn đồng ca đó mình thấy rất là hay. Rồi á, rồi qua nghệ thuật các bạn, ví dụ xin giới thiệu luôn các bạn, đây là những bức tranh, đây là những kiệt tác của nhà, của họa sĩ Phạm Hòa, là thân phụ của cha Trung đang ngồi ở đây, là một họa sĩ nổi tiếng thuộc những cái truyền thống mà hội họa Đông Dương các bạn. Thời người Pháp còn ở đây đó, những người ở đây đó, những thế hệ mà của như là Tô Ngọc Vân rồi này kia rồi. Okay. Ở những cái thời kỳ đó, Dương Bích Liên, Nguyễn Gia Trí rồi này kia. Thì những cái thời kỳ mà Trần Văn Cẩm các bạn, thì đây là những cái Trần Văn Chánh gì đó. Tôi nhớ mang máng của đọc sách của Nora Taylor. Thì bạn thấy rằng á, để mô tả, tôi lấy ví dụ bức tranh mà tôi nhìn thấy nào, tôi có trao đổi với cha Trung là bức tranh trước mặt là Xuân Hạ Thu Đông á, Mai Lan Cúc Trúc chứ, Mai Lan Cúc Trúc các bạn. Tại nãy hơi lộn, tại tôi nghĩ mùa đông không ai mặc đồ kiểu đó. Đây là Mai Lan Cúc Trúc, okay. Bốn đặc tính của người quân tử. Thì bạn thấy á, là trái ngược với cái hội họa truyền thống á, thì người họa sĩ đã sáng tác theo dạng là dựa trên cái sức sống. Bạn thấy bức tranh này có thể là bức tranh diễn tả cái sức sống mang cái tính phồn thực. Cái người phụ nữ thậm chí không mặc quần áo, nuôi luôn, vẽ nuôi luôn. Và cái người này nó truyền ra một cái sức sống rất là mạnh mẽ, một cái gì đó mà ta chiêm nghiệm được. Và muốn nói lên cái bề sâu nội tại, cái bản chất của vấn đề theo cách dùng từ của Hegel. Bản chất như thế nào, nó phải thể hiện ra thành hiện tượng như thế để chúng ta biết được. Và hiện tượng bên ngoài là để mà nó minh họa cho bản chất bên trong. Cái chỗ bản chất của hiện tượng của Hegel nó khác hẳn với kiểu nói sau này của triết học Marx các bạn. Đó, Marx cho rằng cái hiện tượng á là đánh lừa chúng ta. Những hiện tượng nhân từ, làm từ thiện của chủ nghĩa tư bản đánh lừa ta để cho quên mất cái bản chất của chủ nghĩa tư bản là bóc lột. Nên bản chất và hiện tượng là xung đột. Okay. Bản chất hiện tượng là xung đột, tại vì cái hiện tượng á nó làm chúng ta quên mất bản chất của chủ nghĩa tư bản. Nhưng Hegel nói khác các bạn, Hegel bản chất chính là hiện tượng, hiện tượng là bản chất. Con lợn có béo cái lòng mới ngon. Đó, Việt Nam mình còn đi trước Hegel, có cái sao nó đàng hoàng. Con lợn có béo cái lòng mới ngon. Rồi những người mà theo Marx duy vật lại nói rằng là nói gì bạn, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đó là theo quan điểm của Marx. Ok, là phải nhìn được bản chất là gỗ, còn nước sơn là hiện tượng. Còn quan điểm Hegel là như thế này, theo cái nghĩa là với cái sức sống như vậy các bạn, là bản chất thể hiện ra ở bên ngoài như vậy. Như vậy khi chúng ta yêu hiện tượng là chúng ta yêu bản chất. Như bạn yêu một cái cô thiếu nữ đó, bạn đang yêu cái sức sống đã tỏa ra từ cô thiếu nữ đó.
Tại vì sức sống đó đứng về mặt sinh vật học các bạn, đó là một đà sống tiếp diễn. Nên chúng ta tại sao thích những người đẹp? Những người đẹp đúng nghĩa là người đẹp có sức khỏe, da dẻ hồng hào đó. Cái người không bị nghiêng lệch, chúng ta cân đối, nó thể hiện một cái sức mạnh tiềm tàng ở bên trong cái người, người con người đó. Và không phải là giới thiệu về nói là nữ không, nam cũng vậy. Ok, mà nhìn một cái người nam giới hay nữ giới mà thấy cái vẻ đẹp là dựa trên sự hài hòa của bộ phận trong cơ thể, không quá cao cũng không quá lùn, không quá béo cũng không quá gầy, đó tượng trưng như người thật sự là khỏe mạnh. À, người khỏe mạnh không thể quá béo cũng không thể quá gầy được, gầy guộc suy dinh dưỡng, quá béo là béo phì, ăn quá dư thừa đạm vân vân. Tức là nó, bạn thấy là cái ý thức đó và cái người họa sĩ họ đã thể hiện được điều đó, thì điều đó như là cái bức cái họa cái bức tranh điêu khắc này của Trà Trung á cũng thể hiện được đó, là thông qua những cái tác phẩm nghệ thuật các bạn để chúng ta đi tới thần học. Thế nên theo quan điểm Hegel nó thấp nhất là để đi đến tuyệt đối trong có từng bước, thì giống như nó giống như hệt như này các bạn, nó giống hệt như là ba cái thừa ở trong kinh Pháp Hoa của Phật giáo vậy đó. Ok, thay vì là nói ông ta nói là có ba loại thừa, tức là có tiểu thừa, có đại thừa, nhưng đừng có quên là Phật thừa. Trong kinh Pháp Hoa nói những chân lý rất là hay, nhưng mà tiểu thừa là cái đám thanh văn duyên giác, cái đám đi tu nhờ tự học. Thanh văn là gì các bạn? Nghe được âm thanh. Văn là nghe nha, chứ văn phải là văn chương nha. Văn là nghe, nghe được âm thanh, âm thanh của người giảng dạy và tự nhiên giác ngộ. Còn duyên giác các bạn là nhờ cơ duyên mà giác ngộ, tự nhiên ngẫu nhiên mà giác ngộ, gọi là bích chi Phật. Okay, thì những bậc độc giác Phật người ta đi đường tự giác ngộ, thì Đức Phật thừa nhận có những vị nhân không cần đọc kinh sách, không cần nghe lời Phật dạy mà đột nhiên vẫn giác ngộ, gọi là độc giác Phật. Okay, thì đó là thành phần của tiểu thừa. Tại sao gọi là tiểu thừa? Là đó là cổ xe nhỏ. Cổ xe nhỏ là như thế nào? Là anh chỉ độ được có bản thân anh thôi, độc giác Phật, anh có giác ngộ xong rồi anh là thôi, anh tốt cho anh chứ đâu có tốt cho ai đâu. Anh mới cần có sự hiện của đại thừa, cổ xe lớn. Lúc giảng với học với lại các sinh viên bên nước ngoài được gọi là big bus, xe buýt lớn, big bus Buddhism. Ok, small car Buddhism chở được có mình anh xe du lịch hoặc sedan. Ok, còn cái big bus sẽ chở được 50 anh khác và anh chở được đại thừa và big bus Buddhism. Thì cái đại thừa họ mới chê bai, để họ đặt ra cái đại thừa là phải lý tưởng là Bồ Tát để cứu độ toàn bộ chúng sinh, chúng sinh vô biên và thể nguyện độ chúng sinh, khi nào độ xong thì tôi mới thành Phật, tôi lý tưởng Bồ Tát rất cao siêu. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa họ nói lại cũng đừng quên là phải có Phật thừa nữa, lo độ không mà quên Phật là không được. Cuối cùng cái cuối cùng mới là thành Phật, chứ không cuối cùng phải là người lo độ bộ bản thân, người lo độ chúng sinh, quên mất cái cứu cánh cuối cùng của việc tu tập Phật giáo, đó là Phật thừa. Như vậy ta thấy là ba bước đúng của Hegel luôn, đúng nè. Tiểu thừa là chánh đệ, đại thừa nó phủ nhận và vượt qua tiểu thừa, tức nó là phản đệ. Cuối cùng phải Phật thừa là hợp đệ, tức là tổng hòa hai cái hay nhất và đưa lên một lý tưởng cao hơn. Okay, thì đây cũng chính là tôi nghĩ là một phần của có thể dùng nó để diễn giảng về thần học, mặc dù tôi không dám mua được của mặt thờ có những hai bậc thần học ở đây. Tôi chỉ muốn nói bổ sung thêm là cái việc mà cái vượt lên đó các bạn, và bằng nghệ thuật đó là phải thông qua giác quan. Để rồi ý của Hegel nói là phải giác quan, một là mắt nhìn trăng, nghe nhạc đó, hoặc là sáng tác những thể loại như là kịch nghệ, thơ văn vân vân, thì đều phải vận dụng tới giác quan. Mà lưu ý trong cuốn Hiện tượng học về tinh thần các bạn, giác quan chỉ là điểm khởi đầu của tinh thần thôi, là điểm khởi đầu. Tức là mình nhìn sự vật, mình nhìn nhận có cuốn sách, có cây đàn đó, mình nhìn nhận, đó là bước đầu tiên bằng giác quan. Sau đó ta mới tìm hiểu bản chất của các loại đàn có điểm gì giống nhau, tất cả các loại đàn giới có điểm gì giống nhau. Đó là những cái, đó là những nhạc cụ không vậy. Khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ trừu tượng hóa dần dần và đúc kết lại thì dần dần nó cao dần. Ok, cho nên cái đầu tiên các bạn, chân lý và nghệ thuật và chữ và không có đúng, bởi chân lý chính là nghệ thuật. Nghệ thuật đích thực là nghệ thuật về chân lý, tức là nghệ thuật phải soi tỏ được và những quyền năng mầu nhiệm của sự sống.
quyền năng màu nhiệm của đấng tối cao, của đấng siêu việt phải soi tỏ được bằng những công cụ giác quan. Đó, những công cụ giác quan là công cụ thấp nhất, nhưng nếu không có cái đó thì nó không có cách nào. Chứ là muốn học đại học mình qua tiểu học vậy đó, nó phải bước qua những bước như vậy rồi dần dần ta mới tiếp cận được. Từ con đường nghệ thuật ta đi qua con đường của tôn giáo, từ con đường tôn giáo ta mới thật sự đến con đường của triết học, tức là tinh thần tự nhìn nhận mình trong thế giới này, những cái gì hiện ra xung quanh mình chính là mình, nên là phần mảnh của chính mình mà thôi. Thì lúc đó là tôi đúng mức còn tối cao rồi. Đây một chút về thông tin các bạn. Ok, đây là cái bản mà sử dụng. Ok, tức là ông này giảng vào từ năm 2018 á, ở này những năm này đúng kết lại thì tới năm 1835 mới được đệ tử ta là Heinrich Gustav Hofer là người đúc kết. Nhờ ông này mới được đọc mấy cái này, nhưng cũng nhờ ông này thành ra mọi người mới biết rằng là chưa chắc ông này nói đúng, tại vì cái đúc kết tư tưởng của thầy cơ mà, ông này tự tiện sắp xếp theo ý mình. Thành ra cũng có cái hay cũng có cái dở, là nhờ ông này thì mình mới đọc được. Tại vì Hegel đó rất quan tâm tới nghệ thuật, ông ta dự định là sẽ dành thời gian mà cuối đời đó để chúng ta đúc kết lại, viết thành một cuốn sách đàng hoàng đó. Nhưng mà ông ta đã mất vì bệnh dịch tả quá sớm, ra đã bỏ dở rất nhiều công trình trong đó có công trình này. Nhưng mà nhiều đệ tử siêng năng này đã đi góp nhặt lại những bài giảng của thầy mà có ghi chép cẩn thận rồi đúc kết lại để mình. Ok, tại nó có cái hay là mình cũng biết được phần nào về tư tưởng của ông ta, nhưng cái dở đối với góc độ nghiên cứu là nó không thống nhất, các bạn không có chắc. Tại vì tại bạn lưu ý là bạn lưu ý là những cái triết gia họ giảng họ có thể thay đổi quan điểm. Tại không biết là ông nói lúc này vậy, lúc sau mà bây giờ chúng ta chỉ căn cứ được có cái bản của Hofer thì không biết là Hofer có nói đúng quan điểm của thầy đó thì mình có quyền nghi ngờ chứ. Đúng là không biết là con Hofer này không biết ông có nói đúng, không phải là sư phụ hay có phải thật sự nói như vậy không? Tại sư phụ nói thì những thời điểm rất là khác nhau và mỗi lần ông ta nói một cái kiểu khác nhau thì có biết là như thế nào. Nên một chút cái điều này để mà chúng tôi đúng giờ rào đỏ để chúng tôi biết rằng là nó cũng không có hẳn là như vậy. Chắc chắn đây các bạn. Để nói một chút về ông này. Đây. Thì theo cái nhà nghiên cứu mới nhất là Lia Morland là một nhà nghệ thuật á, giống như là thầy Trung ở đây đó. Thì cô này cũng mới nói rằng là vấn đề chính đó là vấn đề là cái tác phẩm của còn tồn tại của Hofer đó. Ok, ông ta chết trước khi được làm cái gì hết. Đó, đây học trò Berlin là ông này tạo ra xong đem đi in. Ok, đây là standard, tức là bản chuẩn được sử dụng trong gần 200 năm luôn, tức là bất kỳ như nào. Ok, ở Việt Nam ta xưa đây có nhà nghiên cứu Phan Ngọc á đã dịch cái bản chuẩn này từ tiếng Nga và dịch sai rất nhiều, để nó bị cái cô Phạm Hoài Nam gì đó. Cô này dân học ở Đức mà thành ra cô dụ bản tiếng Đức, cô cho là bản tiếng Nga đã sai rồi, bản của thầy Phan Ngọc lại sai thêm mới nữa, tốt nhất đừng đọc rồi. Đây các công việc nghiên cứu đầy chuyên gia đó, chuyên gia thấy rằng là có một rất nhiều tài liệu trong tác phẩm của Hofer đó không được thể hiện trong các synops. Ok, tức là cô này cô còn gom đầy đủ hơn nữa, cô gom nhiều hơn thì cô thấy là những cái đúc kết của các anh chàng Hofer kia đó nó không có trong, không có. Ok, giống trong lớp ta là có anh Việt rồi có nhiều người vậy, thì những căn cứ bản anh Việt thì hóa ra sẽ phát hiện là có căn khác, nó có chém gì bản anh Việt không, không đưa vào, rõ ràng là thiếu sót rất nhiều. Tức là những nhà nghiên cứu càng ngày họ càng nghiên cứu kỹ nữa, thế là nên anh kia không rõ rằng là lúc mà tài liệu ban đầu nó có dựa trên những cái bản thảo mà đã mất rồi hay không. Ok, tại vì họ so sánh nhiều bản, họ thấy có bản của Hofer nó không nhắc tới những cái kia. Ok, mà làm cho người ta có thể nghi ngờ là không biết là anh chàng anh có làm đủ không. Đó, vấn đề là cái anh chàng này là chỗ đó, cái bản mà bản dùng 200 năm rồi của chàng này đây. Và đặc biệt năm mới cách đây các bạn, khoảng một năm thì anh chàng Klaus rồi via web này đó, nó lại phát minh hiện ra một cái thứ rất là lạ lùng các bạn, 4.000 trang bản thảo của Hegel luôn. Bạn tưởng tượng lên 4.000 trang bản thảo của Hegel nha, được phát hiện ở tại ngay đại học Heidelberg đó, đã được phát hiện ngay trong thư viện của tổng giáo phận của München vậy. Chắc chắn bây giờ thì bên học ở đó vậy, thì bên ở đây giáo học bên học viện tên là đây ngay trong phòng tổng giáo phận của München đây. Thực sự là họ phát hiện ra được cái bản thảo,
họ viết là một cái thư viện của một giáo phận mà giữ, là có nghĩa là họ phải thấy cái gì liên quan rồi, đúng không nào? Ok, đây là tổng giáo phận của Michel mà đã giữ 4.000 trang của Hagen về nghệ thuật. Đây là phát hiện rất là lớn các bạn, chủ yếu liên quan tới là thẩm mỹ học, 4.000 trang này. Ok, và được biên soạn bởi Carole từ trong khoảng từ năm này tới năm này, trong từ năm 1816 tới 1818 thôi nha, trong thời gian còn chưa tới 3 năm các bạn mà đã 4.000 trang của Hegel rồi. Không biết không, đây là một triết gia kinh khủng, sức viết ở khủng khiếp, để liên về cái mảng nghệ thuật thôi đó, người ta đã viết như vậy rồi. Khi tôi đọc cái đoạn này các bạn, tôi nhớ lại một lời phê bình của Adorno, thuộc trường phái của Đức á. Adorno đã nói một câu đầy hống hách như sau, bây giờ đọc lại tôi thấy là đúng là hống hách thiệt, quá tự vong. Ông nói là một người có thể viết nhiều về nghệ thuật như Hegel mà chả hiểu gì về nghệ thuật. Mà anh thử thấy cái Adorno này quá đáng, tôi mất cảm tình với ông nói câu này. Okay. Một người đã bỏ công viết cả hàng ngàn trang nghệ thuật mà nói là không biết gì về nghệ thuật, tôi thấy câu đó quá đáng. Và những điều Hegel nói tôi nhận thấy là rất là quý giá để hiểu được cái tinh thần của cái nghệ thuật của thời kỳ, đặc biệt là thời kỳ Hy Lạp. Một cái quan điểm sau đó và cái quan điểm đó là Hegel mượn lại, mặc dù Hegel đã mượn lại mà không chịu thừa nhận, các bạn giống như đạo văn đạo ý, tức là Hegel đã đạo ý lại của Hegel rằng là trong một tác phẩm nghệ thuật chân chính, các bạn nó phải giúp ta nhìn được một cái cõi sống mang tính lịch sử của thời kỳ đó. Một cái cõi sống đó là một cái gì đó mang tính một cái lãnh vực, một cái cảnh giới, một cái thế giới sống mà chỉ có cái khả năng, cái thiên tài của nhà nghệ sĩ đó mới làm bộc lộ được thế giới ra cho chúng ta thấy. Đã reveal được những cái đặc biệt, cái essence, cái nature của thế giới đó bằng tác phẩm của chính mình. Đó, ví dụ như ta nhìn, nếu mà quan sát những cái pho tượng Hy Lạp, những cái đền đài Hy Lạp các bạn, nếu bạn đến Hy Lạp á, Acropolis, để nhìn lên những cái tượng đài đó, ta có cảm giác rằng đó là những cái đền thờ thần linh các bạn. Mà chỉ có những cái cột đang cảm nhận rằng là đây là nơi chốn của thần linh cư ngụ trong đó. Đúng là như vậy, cái cảm nhận của ta là một cảm giác là đây chính là một cái nơi mà thần linh sẽ cư ngụ trong đó, xứng đáng là nơi cư ngụ các thần linh. Những tác phẩm, những cái đền đó, những cái cột đền của tại Hy Lạp các bạn, rồi đó chính là lúc đó bạn mới hiểu được Hegel nói cái gì. Nghĩa là cái spirit đó nó chỉ cư ngụ trong những nơi mà xứng đáng để cho nó cư ngụ mà thôi. Nhưng spirit đã tác động tới bàn tay của người nghệ sĩ để làm xây dựng lên. Nên nói một cách nào đó, chính các thần linh đã xây dựng nơi cư ngụ của chính mình, chứ không phải là ông nghệ sĩ ABCD nào đó mà ngày nay không ai còn nhớ tên nữa, không? Cái đền thờ lớn như vậy, một đền thờ mà to lớn mà hoành tráng vĩ đại mà còn hiện nay nó bị điêu tàn các bạn, bị sụp đổ nhiều nơi, nhưng mà là chính phủ nào không muốn tôi là để nguyên cái cảnh tượng nhà, nó đúng được cảm giác là thế kỷ hàng thế kỷ, mấy thế kỷ trước công nguyên, có những cái pho tượng mà những đền đài thờ thần Zeus như vậy đó. Đó thì theo quan điểm Hegel là chính thần linh đã tác động để tạo ra những cái đó để chiêm ngưỡng chính mình, chứ không thông qua những người nghệ sĩ đó. Cũng như trong bộ phim mà tiểu sử của Mosa các bạn, anh chàng Salieri á, là kẻ thù mà ganh tị với Mosa nhất á, là có người cũng rất là ái mộ Thiên Chúa, ngày nào cũng nói chuyện với Thiên Chúa, nhìn cái tượng ở trên á. Ok, và để nói rằng Thiên Chúa ơi, tại sao ngài không chọn con? Tại âm nhạc là tiếng nói của Thượng Đế, nhưng Chúa đã chọn Mozart, Chúa không chọn Salieri. Thì ông này cũng sự ganh tị khủng khiếp, nói tại sao mà Chúa lại đã chọn cái thằng xấu xí và lùng sụng đó để làm cái gì? Con ngon lành gì không chọn, con là nhạc sĩ cung đình, đang là số 1, giống như viện trưởng viện âm nhạc của triều đình Áo lúc bây giờ rồi đó. Cho con ngon lành, tụi mày không chọn con mà chọn cái thằng bá vơ, vừa xấu vừa lùng, cái thằng Mozart kia. Thì đó là sự mầu nhiệm. Cho nên Mozart mới có được những tác phẩm mà vĩ đại khủng khiếp như vậy. Đặc biệt bạn nghe cái Requiem cuối cùng các bạn, mà kinh cầu hồn cuối cùng á, tôi nghe mỗi lần nghe đó tôi lạnh xương sống, mà mập nổi da gà luôn á. Tôi không nghĩ là người sắp chết mà có thể làm được bản Requiem mà nó khủng khiếp như vậy các bạn. Bạn nghe những cái tiếng chân đi, những cái đoạn mà nó khủng khiếp. Thì tôi nghĩ rằng là trong trường hợp tôi liên kết tới cái triết học Hegel, tôi nghĩ Hegel nói đúng. Okay. Là cái giọng đó là giọng của một đấng tối cao.
không có một người cá nhân tầm thường nào trên thế giới này có thể tạo được âm thanh khủng khiếp được. Ok, tức là nói một cái nào đó, tinh thần tuyệt đối đó tác động tới Mozart để Mozart làm bản nhạc này. Để khi mình nghe những đó mình hiểu về bản chất của chính mình là cái gì ở trong thế giới này. Cái đó rất là đặc biệt mà. Đây là một cái số chi tiết lịch sử mà tôi muốn nhắc thêm. Là tôi quý tôi muốn nói rằng là những cái gì mà bàn luận về cái này hiện nay là chỉ có mang tính rất là tạm thời mà rất là sơ khai mà thôi, thế mà tại vì phải chờ họ khai thác cái đống này rồi họ dịch ra nhiều thứ tiếng để mình đọc được rồi mình coi xem và rồi rốt cuộc là cái gì cơ mà. Tại đây mới là phát hiện của cái năm vừa rồi thôi, tức là nghĩa là nó chưa được dịch, chưa được nghiên cứu gì hết. Tức là một đống bản thảo chép tay còn một đống như vậy đó, tức là chưa khai thác cái số tư liệu này. Ok, thì đây là một cái tựa đề mà tôi cũng đặt chung là the most comprehensive. Các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng chưa có một công trình nào về nghệ thuật mà bao quát như vậy. Để tôi muốn nói lại cái câu nói của Adorno, phê bình Adorno cũng phải là làm dáng mà có phủ nhận tiền nhân quá mạnh. Cái người ta nói là Hegel không hiểu gì về nghệ thuật đó mà. Cái tôi cũng trả lời là tôi sợ anh cũng không hiểu gì về nghệ thuật lắm nên mới phê bình như thế. Khi mà anh bài bác một bậc tiền nhân vĩ đại như vậy. Còn thế là ngay trong tác phẩm mà 1807 đó đã được nhà nghiên cứu Bộ Nam Sơn dịch tiếng Việt rồi. Thì từ học về tinh thần đó đã có những nói về là cái tôn giáo của người Hy Lạp thực sự là tôn giáo nghệ thuật rồi. Ngay từ đầu ông ta đã nói về nghệ thuật. Ok, và những cái quan điểm được trình bày trong Antigone, Oedipus của Sophocles vân vân. Thì đây chỉ là cái giới thiệu thôi mà. Ok, nhập môn có ba phần là phần logic, phần triết học về tự nhiên và triết học về tinh thần. Thì trong phần triết học về tinh thần phần cuối cùng nó mới chia làm ba, là nghiên cứu về nghệ thuật, tôn giáo và triết học. Okay. Đó là ba hiện tượng đặc trưng nhất của tinh thần. Ok, thì như vậy thì nó là cái thằng mình bắt là bước đầu tiên, the first của tinh thần về tinh thần tuyệt đối. Sau đó là tôn giáo và cuối cùng là triết học. Cái okay, ba cái bước này tôi có nói với các bạn đó, tiểu học, trung học và đại học đó. Ok. Ok, đây là nghệ thuật các bạn. Đó là thể hiện được cái tinh thần tự do của con người. Mà tinh thần tự do của con người chính là tinh thần tuyệt đối. Con người là phải được tự do. Và như vậy nó thể hiện cái sức sáng tạo là phải qua sensus. Sensus có nghĩa là căn cứ trên giác quan. Tức là tinh thần tự thể hiện ra bản thân mình thông qua các giác quan. Mọi người nghệ sĩ, người nắm bắt từ đó để trình bày lại cho chúng ta. Okay. Ví dụ như bức tranh của những họa sĩ Phạm Hoàng của các bạn ta đó là theo quan điểm Hegel là tinh thần vẽ ra, tinh thần tác động tới cái năng lực của người nghệ sĩ. Thì tinh thần muốn tự tìm hiểu mình, bản chất tinh thần là tự do. Và chỉ có nghệ thuật thật sự mới đem con người đến cảnh giới của tự do mà thôi. Tại con người được thỏa mãn cái sức sáng tạo của mình. Thì chúng ta nhìn lại trong cuộc sống các bạn, chúng ta thấy là cái thông ý của Hegel rất là rõ ràng à, và cái chế độ khắc nghiệt, chế độ cầm quyền phổ của ta vào thời kỳ đó rất là khắc nghiệt, rất là kinh khủng. Okay. Và nếu chúng ta không có cái tinh thần mà đi tìm sự tự do như vậy đó thì sẽ không có nghệ thuật, không có âm nhạc, không có bất cứ lĩnh vực gì hết. Cho nên các bạn, khi mà thành lập cái chế độ độc tài đầu tiên thế giới là chế độ Cộng hòa đó, nhà triết gia Plato đã nói sẵn câu đó rồi: hãy choàng vòng hoa lên đầu người nghệ sĩ và đuổi họ ra khỏi chế độ Cộng hòa. Cái chế độ này không cần họ. Cái thật sự mà nói, những cái anh chàng độc tài đó về mặt chính trị các bạn, cái người họ sợ không phải là triết gia. Tại hầu hết các triết gia là các giáo sư đại học, và cứ các giáo sư đại học sợ nhất là mất việc. Okay. Họ sợ là sợ mấy ông nghệ thuật, họ sợ những người nghệ sĩ, tại người nghệ sĩ mới thể hiện cái lần đó cụ thể nhất trong tác phẩm của họ mà rất là khó bắt bẻ họ. Okay. Họ dùng một phương thức như là điêu khắc hoặc là âm nhạc hoặc hội họa các bạn, cái tính chất phản kháng của họ nó thể hiện trong cái điệu nhạc của họ mà rất khó là bắt bẻ ở chỗ nào. Cho nên bạn nghe những cái bản giao hưởng mà của Beethoven chẳng hạn đó, bạn thấy cái tính chất nổi loạn rất là khủng khiếp mà, nhưng mà mình không biết là chỗ nào.
biết chỉ ra cái điểm nổi loạn nếu nhà cầm quyền mà có gọi tới. Ở biết đó là thủ tướng áo Metternich các bạn. Đã từng nói chuyện với Beethoven. Beethoven á là âm nhạc là tuyệt vời, nhưng chỉ số IQ á là còn thuộc loại thiểu năng. Đó. Cho nên á Beethoven á khi mà nói ông nghĩ gì về chế độ độc tài của ông thủ tướng Metternich của Áo á, người đó là người đã xây dựng nên chế độ thành công của Áo nước Áo mà, thì Beethoven nói là tôi muốn bắt thằng đó eat my shit, I want him to eat my shit. Nó còn thô, rất thô, có tế nhị ngoại giao vậy đó. Thì Metternich cũng không làm gì được cái ông này, tại vì nổi tiếng quá mức, tới vua chúa mà ông đã sợ, tại Beethoven là xuất hột rồi. Một ngày kia Beethoven mới gặp cái chuyện là tranh chấp giành giật về nuôi đứa con với lại người yêu mình. Nó thành bộ phim rất hay, là cái cô mà bạn gái mà Beethoven rất là mê đó có thai với ông ta, rồi báo tin cho ông ta nhưng ông ta không trả lời, khiến cô này giận quá đi lấy ngay cái thằng anh ruột của Beethoven, lấy ngay anh ruột Beethoven luôn, rồi đẻ ra thằng kia. Chỉ có Beethoven biết đó là tác phẩm của mình thôi. Thành ra đặc biệt thương cháu lắm, cứ qua cứ đòi nuôi thằng cháu mà không ai hiểu tại sao ấy. Ông không nhận đó đó, cái bà vợ cứ nhất định là không cho nuôi bà để trả thù ông chàng này mà. Anh hồi xưa đó, em báo tin cho anh đó, anh lơ ha, quan cục lơ đi mất tiêu, em tức em trả thù vậy đó, giờ không cho nuôi, tức vậy đó, trả thù chơi vậy đó. Ông này tức mới chạy lên tới Metternich luôn, nhờ tới thủ tướng can thiệp luôn. Giờ tòa nói là ông nói dùm đi, ông xử cho tôi nuôi con cháu tôi đi. Cái anh kia nói, tôi nhớ ngày xưa anh nói là eat your shit mà. Ông nhớ không? Mà tại cái bên điếc thôi mà, anh cũng nghe. Cái bên quay mặt quay lại cái thằng này đi kèm á, nó mới biết là tờ giấy. Hồi xưa ông nói, you said, you know, he eat your shit. Đưa nó coi cái này bắt cỡ quá, nhìn không biết nói sao. Ông nói, đó là hồi xưa thôi. Tôi hồi xưa ông nói miễn, không tôi không có giận anh đâu, tôi biết anh là một nhà sĩ vĩ đại, tôi sẽ giúp anh, ok, chứ còn tôi không quan tâm, tôi biết anh là người là không phải chính trị, nói thẳng là ok không có sao, thì nhờ ông này giúp mới nuôi được đứa, mới giành được đứa con của mình, ok. Một tức quay lại các bạn, chính trị họ sợ mấy người nghệ sĩ chứ họ không có sợ mấy ông triết gia, tại mấy người đó họ mới nói thẳng là những tác phẩm của họ nó lay động tới cái chiều sâu trong con người, đánh động tới tinh thần tự do, ham muốn tự do của người. Con người phải được tự do sáng tạo. Ok. Cho nên Việt Nam ta ngày xưa có cái vụ mà nhân quan giai phẩm đó, cũng rất nổi tiếng là vậy đó. Quốc gia nào cũng có cái chuyện kiểu đó. Tại nhà thôi khi họ bắt đầu họ bắt đầu rồi, họ viết thật sự thì cái đó nó bắt nguồn từ trong cái một cái cảm xúc của họ. Và bằng phải tác động tới giác quan của chúng ta. Giác quan chúng ta phải nhận được, đọc được, nghe được. Thì nó cụ thể hơn những khái niệm trừu tượng của triết học rất là nhiều. Triết học mà mình đọc họ không mà nó còn chưa hiểu nữa, đọc qua 10 năm chưa dám hiểu được cái tác phẩm họ nói cái gì, hay làm sao mà có sự tác động mạnh tới con người được, nó chỉ tác động hậu trường đâu đâu xa xa. Còn cái nghệ sĩ của họ nó đập vào mắt ngay chúng ta, tôi nhìn bức tranh tôi thấy ngay cái sức sống. Vấn đề tôi thấy cái thông điệp của người nghệ sĩ diễn lên một cái sức rất là mạnh mẽ thông qua một người phụ nữ khỏe mạnh, à, tất cả là Mai Lan Cúc Trúc mà tất cả đều là nữ hết. Trong khi trước đây cái tranh của Trung Quốc còn Mai Lan Cúc Trúc là phải diễn tả là đó là bốn đức tính của người quân tử, thể hiện cái đạo lý của nho giáo, thì gần như đây là một sự lật ngược lại hoàn toàn. Cái đạo lý cuối cùng cũng phải phục vụ cho sự sống, đạo lý nào đi ngược lại cuộc sống là đó là đạo lý nó sạch. Cái những đạo lý phục vụ cho cái chết là đạo lý nó sạch. Hội họa tranh phải phục vụ cho sự sống. Buổi sáng các bạn chỉ cần nghe một cái bản sonat 40 đó bạn của Mozart, bạn thấy là lão muốn thấy là cuộc đời rất là hấp dẫn rồi. Nó gì đó làm chúng ta cảm thấy là cuộc đời này mặc trải qua có những sự đau thương, nhưng mà cái những cái tiếng nói và cái âm nhạc của các bạn giao hưởng mà mùa xuân á, bản sonat mùa xuân của Mozart, chúng ta nghe buổi sáng tôi cảm nhận rằng là cuộc đời vẫn còn rất là đáng sống, cái sức sống rất là mạnh mẽ. Thì bạn nghe cái đó bạn thấy hiểu được cái câu mà của Hegel muốn nói, tại đó là sự thể hiện của tinh thần tự do. Tinh thần cũng phải sống, phải thoát ra, phải vươn lên. Thì cái nghệ thuật giúp chúng ta làm điều đó. Đó. Cho nên là cái việc mà tôi nghĩ rằng là đứng từ góc độ mà thần học, đó, chúng ta vẫn có thể nói rằng là cái ba cái tầng đó của Hegel đó, nó thiện là ba bước đi và ba trạng thái của
của thần học. Đó là trạng thái đầu tiên, đó là trạng thái đau khổ, trạng thái là chịu chết trên thánh giá. Okay. Ngày xưa đóng đinh câu rút. Okay. Và cái thứ ba là sống lại phục sinh. Đó là ba bước đi đó, đó ba cái nhịp đi, ba bước đi của tinh thần. Những tinh thần nó bước qua những bước đi như vậy. Tinh thần là nhịp, cái màu nhiệm đó là ba tinh thần, nó là một thống nhất, trong một dạng thống nhất. À, đó là những cái moment của tinh thần, những moment trải qua của tinh thần, nhưng ba moment này là thống nhất. Nhưng đối với những người bình thường chúng ta thì Hegel thì giải thích rõ ràng đó, nhưng thực sự không có sự phân biệt đó. Những moment nó diễn ra theo nhóm như sự thống nhất hoàn toàn đó. Mà khi ta đạt tới được cái idea, cái ý niệm thì đây là hình ảnh của ý niệm. Ý niệm là gì cơ mà? Đây là quan niệm đặc biệt kiểu Hegel có mà thôi. Ý niệm là sự thống nhất của khái niệm và hiện thực tương ứng. Ý niệm là idea, là the unity thống nhất của okay, concept and reality, objective reality. Hai cái này cộng lại thống nhất với nhau mới thành ra ý niệm được. Đó là lý do tại sao Hegel nói là ý niệm về nhà nước chưa xuất hiện. Khái niệm có rồi nhưng hiện thực méo mó. Cái corresponding reality to the concept but does not exist yet. Thành chưa có the idea of the state, chưa có. Okay. Cái idea of the state nó chưa có hiện hữu, là bởi vì những hiện thực đang trước mặt, đang tồn tại trước mặt chúng ta, nó vẫn chưa hoàn toàn vừa khít với cái khái niệm tương ứng với nó. Ví dụ chúng ta có những con người các bạn tồn tại, những con người đó là những hình méo mó của con người đích thực. Con người đích thực thì có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tính mà. Theo quan điểm của Khổng Tử và Confucius, y hệt như Hegel muốn nói các bạn. Tức là nó chưa trùng hợp thì cái idea về một the true gentleman does not exist yet. Chúng ta có người, nhưng mà những thành phần, những người đó là những người chưa hoàn hảo. Theo cái dạng là phải có một cái chưa đáp ứng đầy đủ cái khái niệm của con người. Ví dụ theo quan điểm của Kitô giáo các bạn, một con người hoàn hảo thật sự đó chính là Đức Giêsu Kitô mà thôi. Chưa có người hoàn hảo, kể cả các thánh tông đồ của ngài từ Phêrô tới Gioan chưa có ai hoàn hảo hết. Cái điển hình là Phêrô mà, điển hình là Phêrô, một người đi theo thầy ngay từ đầu nhưng mà IQ hơi thấp. Thầy hỏi mấy lần rồi mới trả lời được, cuối cùng mới trả lời được cái câu chối thầy, chối Chúa tới ba lần. Chúa nói nhìn mặt con vậy chứ chối thầy ba lần luôn á, nó cũng có đâu. Tôi đọc đó tôi thấy rất là xúc động. Tôi nghĩ rằng là mà Chúa thương Phêrô về điểm đó. Okay. Cho nên ngài đã chọn Phêrô là đứa giáo hoàng đầu tiên mà cái điểm là con người mà Thiên Chúa rất là thương là Gioan, thì ít nhắc đến Gioan là người đã viết hẳn luôn một thánh sử về Chúa Giêsu mà ít nhắc đến. Okay. Nó có một điều rất là hay, cái điểm là với cái sự thể hiện cái tính người đó các bạn, thì ta hiểu rằng chỉ có một con người thật sự hoàn hảo thôi, đó là Đức Giêsu Kitô. Những người khác là cố gắng đi theo ngài sao đáp ứng được hình ảnh của ngài. Ngài nói rằng là bây giờ đó, trong các 10 điều răn mà Do Thái giáo để lại trong cuốn Cựu Ước đó, các con cần giữ hai điều là đủ rồi. Nhất là yêu thương Chúa, thứ hai là yêu thương người hàng xóm như chính bản thân con vậy đó. Tức là nói chung yêu thương con người. Ok, thì nếu bạn đạt được hai điểm đó xong là cái khái niệm ngày đặt ra của con người đích thực nó đã có sẵn đó rồi. Nhưng chúng ta chỉ là đang cố gắng để vươn đến những Kitô hữu, những tín đồ, những giáo dân, cũng chỉ là cố gắng để vươn tới thôi. Chưa ai nói mình có đầy đủ hai đức tính đó. Tôi đảm bảo các bạn, bạn có yêu thương bao nhiêu người, bạn cũng tìm ra một số lượng 10 thằng như vậy mình ghét. Nếu bạn có một người thương, bạn phải ghét những 10 thằng. Ok, chúng ta chỉ tưởng vậy thôi. Chúng ta chỉ tưởng là mình là người tốt đẹp, yêu thương người khác. Tới lúc mà mình thực sự mình cảm thấy mình rất là phẫn nộ về một lời phê bình nào đó, một lời chê bai nào đó đối với bản thân mình, gì đó là tự nhiên mình thấy tất cả cái yêu thương nó biến mất hết. Okay. Mình cảm thấy là mình sự giận dữ một cái gì đó, rồi mình cố kiềm chế lại. Nếu mình là người có văn hóa, còn mình không văn hóa thì mình nói chứ đăng mặt mà, còn mình là giang hồ thì mình cho xử cho nó về nó thăm Chúa luôn. Cái kiểu này nên về thăm Chúa để học hỏi thêm, còn cái kiểu ở đây nó không nên ở đây nữa. Thì ta phát hiện ra có một khối hận thù mà nó nằm gì định nữa đâu người mình đó.
bình thường mình vui vẻ thì mình là rất là mình cảm giác mình rất là người rất là thánh hiền, nhưng khi mình nổi giận lên mình cảm thấy sân si với ai đó thì mình phát hiện rằng là ok, nên thành ra các bạn thấy cái hình ảnh mà Chúa Giêsu trên thánh giá mà nó tuyệt vời ở chỗ đó các bạn. Một người bị hành hạ tới mức độ đó mà vẫn không thốt ra một lời nào oán trách. Ok, còn nói rằng là xin cha hãy tha thứ, tại họ không hiểu cái điều họ đang làm. Ok, mọi người đang chờ đợi là mọi người mà đang chờ đợi Thiên Chúa là nếu thật sự Ngài là con của Thiên Chúa xuống đây đó, là Ngài phải thể hiện cái quyền năng phép lạ theo kiểu phi Trung Quốc rồi, phải không? Bùng bùng súng chết nổi lên rồi mấy khi chạy rồi lạy lụt la rồi cái kiểu mà đụng nhầm đại ca rồi, phải không? Lỡ ăn hiếp đại ca rồi, bây giờ đại ca đã xuất hiện rồi, đúng rồi, ta là thần đây rồi. Là lời kia cái kiểu mình cái ước muốn của con người và những người khác là mong muốn là cuối cùng thì chúng ta phải thể hiện ra một cái quyền năng gì đó để mà chúng ta làm sao cái đám ngu dốt này nó hành hạ Chúa của mình như thế. Không phải các bạn, nhưng cái thông điệp là khác hẳn. Thông điệp là một thông điệp khác hẳn. Và đó là con người hoàn hảo. Ngay cả những người đang hành hạ Ngài như vậy, những thái độ của Ngài là vẫn yêu thương và thấu cảm hành động của họ. Xin cha còn đừng có trừng phạt họ, tại họ không hiểu họ điều họ đang làm. Đó chính là cái thông điệp mà chúng ta cần nhận được. Thật ra nó giống như trong cái quan điểm của Hegel các bạn. Những cái hình ảnh mà ta nhận được cái hiện thực á, mà hay gây dựng cái chữ công đức là đa sai, là cái tồn tại lù lù một cục ra đó, đa ở đó, there, sai là exist, những cái cục tồn tại kiểu đó nó vẫn chưa phải là tồn tại đích thực, là tại vì nó còn sót những cái điểm mà khái niệm về những con người như vậy là quy định. Những khái niệm về gì các bạn? Khái niệm về những cái phạm trù mang tính bản chất về một loại hình gì đó, là những tập hợp đặc tính mang tính quy định. Đó, nếu bạn là người, bạn mới có lý tính. Bạn là người, bạn có tư duy trừu tượng. Là người, bạn mới có lòng nhân ái với người khác, vân 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 vân. Có những cái đặc điểm mang tính quy định khác với những loài vật khác. Ok. Thì những cái mẫu tồn tại lù lù ra đó đa dạng là nó vẫn không đáp ứng được. Thành ra chưa có ý niệm. Nên là cái chữ ý niệm idea của Hegel rất đặc biệt là sự thống nhất giữa khái niệm về nó, tức là cái bản chất của nó, và những cái hiện thực đầy đủ về nó. Thì nghệ thuật, những tác phẩm nghệ thuật chân chính các bạn, nó phải hiện thực thống nhất hai cái mặt này. Tức là cái mình nhìn nhận ra nó là cái hiện thực trước mặt. Okay. Và cái tinh thần bản chất đã tạo ra được cái bức tranh đó là hai bên là thống nhất. Ok. Ví dụ như trở lại cái bức tượng của thầy của chúng ta Trung ở đây là thống nhất. Thống nhất là điểm là cái tinh thần bên trong đã tạo ra nó là để thi một cái thông điệp mang tính đức tin thần học, rằng là nhấn mạnh vào cái yếu tố hòa hợp. Và tại vì đối lập lại với ngày xưa đó là có hai thái cực, một nhấn mạnh cái nội tại, hai nhấn mạnh cái siêu việt. Thì đây là sự dung hòa và nhấn mạnh một cái thông điệp dựa trên thần học cho rằng ngay giờ phút này nó khác hẳn. Thì với một cái trực giác vào trong cái bản chất của sự vật như vậy, chúng ta nhìn thấy được đây là một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Nó thể hiện cái tinh thần bên trong và với cái hình bên ngoài. Bên ngoài là Thiên Chúa phải để hai cái tay như thế. Cái đầu không phải là cục hẳn xuống theo kiểu người chết thế này, mà cái đầu chỉ là nghiêng xuống để nhìn thế gian ở phía dưới. Bởi có những động cơ mang tính tôi thấy cha Trung mô tả rất giống Leonardo da Vinci. Tức là khi vẽ đó, Leonardo da Vinci nghiên cứu về cơ thể học rất chuẩn luôn. Cái cách mô tả của trong lần tôi đọc, tôi nhớ tới những cái tác phẩm mô tả về ông này nghiên cứu, tôi học rất kỹ, và từ ánh sáng mọi thứ trước khi tôi bắt tay vào việc mà thể hiện cái tác phẩm của mình, nó giống như vậy. Tức là cái tinh thần nội tại, tạm gọi là nội tại bên trong đó, nó thể hiện được cái ý định và cái thông điệp của người nghệ sĩ ra. Khi hai này thống nhất là có một tác phẩm chân chính. Còn ví dụ tôi thấy rằng là tôi xin dẫn chứng một cái đối lập với nó là văn học tuyên truyền. Cái bài học tuyên truyền các bạn là nó có một ý định tốt, là cái nội tại bên trong á, cái ý định là tốt, là cổ động lòng yêu nước. Tôi lấy ví dụ đi hoàn toàn tốt, ý định rất là tốt các bạn, nhưng cái hình thái ra thì lại quá tầm thường, giống như một sự chế giễu cái nội dung bên trong. Cho nên rất kỳ lạ là nếu bạn, tôi không hề đề bài bác nhạc đỏ các bạn, nhạc đỏ những bản cực kỳ hay luôn, ví dụ bản tình yêu của Hoàng Hiệp rất là hay, nhưng mà nó lại không nói gì đến
những cái thực tế bên ngoài, nhưng mà hình thức nghệ thuật thể hiện như vậy tự cho là hoàn hảo. Ok, ví dụ ngay những tác phẩm nói về những tình yêu đất nước các bạn, nhưng không có chỗ nào nói tới đất nước hết. Ok, có như nói tới tình yêu nhưng không có nói gì tới nam nữ hay là yêu thương hay gắn bó hay là dẫn vô khách sạn. Ok, đó là hình méo mó của cái việc đó. Cho nên các bạn, tác phẩm nghệ thuật đích thực á, nó có gì là bạn phải nhận ra nó ngay lập tức bằng một cái trực giác nghệ thuật là tác phẩm này thể hiện đúng. Và trực giác đó là nhờ của tinh thần tuyệt đối trong ba, chúng ta nhận ra điều đó ngay. Còn mình không biết nói làm sao, nhưng bạn thấy những bản nhạc nào hay các bạn là được mọi người thích, nhưng họ không giải thích được. Tôi còn nhớ xin nhắc lại đây câu chuyện là tôi có gặp nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Thì tôi xin gặp và nói tôi rất ái mộ anh. Thì ông đó ông nghi rồi. Ông nhìn mặt tôi, anh ái mộ ở bản nào? Nói, anh chỉ có 10 năm tình cũ chứ còn bản nào nữa. Ông có vẻ tức giận rồi. Ông nói tôi còn có 20 năm tình cũ, tôi còn có 30 năm tình cũ, sao ai nhắc? Tôi làm hàng mấy trăm bản nhạc luôn, không ai nhắc. Gặp tôi ai cũng khen có đúng một bài. Như thể là trên đời này tôi sống có làm ra con bài đó. Thì nói là em xin lỗi Nam, là Nam bực cũng đúng. Nhưng mà em muốn nói dối anh Nam thì là phụ lòng anh. Em là người ái mộ anh thật sự nên em cũng xin khẳng định lại em chỉ thích anh con bạn đó. Còn nếu mà những bản nhạc anh, em nói thật nè, anh đừng buồn nha. Cái bản nhạc anh và những bản khác mà cũng hay bằng bản này thì chắc nó đã nổi tiếng luôn rồi. Bạn thấy như người nghệ sĩ thật sự, nhạc sĩ các bạn chỉ có một hai bản là có giá trị thôi. Thật sự là vậy. Những bản mà mọi người quần chúng đều chấp nhận, tại vì cái tinh thần nghệ thuật bên trong của họ đã tương ứng với cái tinh thần nội tại của nghệ sĩ, hai cái nó gặp nhau một cái là nó mình thấy trước ngay. Tôi trước đây tôi không hề thích nhạc trẻ các bạn, tại vì nó dùng cái loại mà nhạc trống mà hơi nhiều đó. Nhưng sau này tôi nghe tôi thấy thích, có một vài bản nghe rất hay, lời lẽ rất là hay đó. Tại vì cái đó và bắt đầu tôi mới lên mạng tôi đánh thêm tên của mấy người đó vào để tôi sang thêm, thì những bản hát tôi không thích, có một hai bản. Và tôi thấy thống nhất là cái những bản đọc được nhiều người bạn bè khác cũng hát, khi nhắc tới tên của những người đó thì họ cũng thường hát những bản như vậy. Rõ ràng là có một sự đồng điệu. Đồng điệu giải thích theo quan điểm hay game đó là tinh thần trong ta, cái free spirit trong ta, họ tìm thấy một cái gì đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu nó hai bên có một gì đáp ứng với nhau được, là đúng cái câu đó để thể hiện sự đau đớn đó, những câu rất bình dân thôi đó, nhưng mà nó lại rất là đúng. Còn những câu rất là hoa mỹ mà nó lại không đáp ứng tinh thần, nhưng người ta cố nặng ra thơ ca tất cả đều như vậy các bạn. Những bài thơ hay, tôi nhớ hồi xưa tôi có học cái bài thơ Núi Đôi á, hồi đó ông đâu có một bài đó, nó có gì nó xúc động rất là hay, nó có gì xúc động rất là hay. Ok, về từng mẫu tử các bạn, thì tôi rất thích Nhật Ký Của Mẹ của Nguyễn Văn Chung chẳng hạn. Nó tức là đối với cái bạn đó là tôi thấy là thể hiện đúng cái tinh thần tôi muốn nói, là cái khi mà người mẹ yêu thương con mình thì nó thấy nó phải là như vậy đó, từ cái giai điệu cho tới cái ca từ các bạn, đó, nó đều phải hiện đúng cái điều đó. Bạn sẽ đọc thơ ca thì bạn đều thấy quay đi quanh quẩn, nó cũng là như vậy. Tức là một người nào đó, ngay cả những thiên tài các bạn, cái sáng tác họ cũng chỉ có được một hai kiệt tác mà thôi. Okay, không ai nhắc tới Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du cả, okay, mặc dù giờ tháng 7 rồi nhưng nhắc tới Nguyễn Du là có chuyện kiều rồi. Okay, chưa đủ à. Có cảm giác là mình để cảm giác là cái nó thực sự là thì cái tinh thần đó, tinh thần của một người phụ nữ phải đấu tranh để giành lấy quyền sống, một người phải đấu tranh bằng mọi thủ đoạn, kể những thủ đoạn là lừa gạt, okay, kể cả nói đủ mọi kiểu. Chẳng hạn như kiều của bạn đâu phải là tốt lành gì mà từng ăn cắp đồ của hoàng thư cố từng để ra Quan Âm Cát chép kinh, nhưng mà để đồ quý giá để cho kiều ăn trộm mà trốn đi, tạo điều kiện cho kiều trốn đi, chứ con quỷ hoa nô này còn ở đây làm chồng mình xuống thăm hoài mà nó. Ok, đó là hoàng thư là người cực kỳ tốt và rất là tâm lý, là kiều ăn cắp đồ trốn đi luôn. Và cũng vậy, lừa gạt để cho đưa cho Từ Hải tới chỗ chết. Ok, thì mục đích là muốn về thăm quê. Mà thăm quê là coi lại con Kim Trọng còn ở đó không. Ok, và nó tạo ra mọi lý do để cho Từ Hải phải đầu hàng, còn nhận quà rồi, ăn hối lộ, chuyến bay giải cứu. Okay. Em đang giải cứu chính em, ok, tiền đây, đưa chồng. Và lúc mà chồng Từ Hải chết tức quá, chết đứng luôn các bạn. Thì con này đến ôm tóc, ngã xuống. Cuối cùng là Từ Hải chết vì đàn bà. Quá thương vợ và nể vợ cho nên mới chết kiểu đó. Một cái con người không hoàn hảo nhưng đầy nhân tính,
cái hay của Nguyễn Du là đã tạo ra một con người không hoàn hảo các bạn, nhưng vẫn yêu thương con người đó. Là mình tìm thấy trong con người được chính bản thân mình, hình ảnh mình được phản chiếu trong đó, mong muốn được yên bình, mong muốn được hạnh phúc các bạn. Đó là cái khao khát của tất cả chúng ta, không phải riêng của Duy Kiệt. Nên khi mà cái sự phấn đấu tìm một cách để phải trốn ra bằng được, phải ra khỏi cái nhà khổ đó, với cái kỷ viện đó, trốn hết với anh chàng này trốn kia, chúng ta nhìn thấy cái một cái triết học nhân sinh đó mà mô tả thực tế về con người của chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu vì chúng ta là tinh thần của tự do. Chúng ta phải tự do, phải thoát, không có gì kèm kẹp được hết. Mình mới được tự do chọn lựa một lối sống theo ý mình. Ok, tôi xin phép được kết thúc ta và nói chuyện. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Ok, chúng ta còn 30 phút nữa. Xin mời ca Trung lên ngồi luôn. Mời Trung ngồi đây. Thì nếu các bạn có câu hỏi gì đặt riêng cho Trung thì thoải mái, tôi và cho Trung xuống ngồi đây để trả lời câu hỏi của các bạn. Ok, xin mời các bạn. Đây là chuyên gia về Kitô giáo. Nếu các bạn có điểm gì thắc mắc về các phương diện thần học hay giáo lý, các bạn có thể hỏi cho Trung. Dưới kia còn có cha Minh là giám học của Học viện Dòng Tên. Đây cũng là một chuyên gia. Nếu các bạn muốn có câu hỏi gì. Okay, xin mời các bạn. Mấy tôi nghĩ là các bạn hôm nay là may mắn đó, có nhiều chuyên gia ở đây đang có mặt, có kể cả một professor từ Mỹ đến. Bạn để nó nói tiếng Anh được thì có thể trao đổi trực tiếp. Thì còn mời bạn Quý mà lâu nay không thấy anh Quý. So Sister Sophia has a question. Okay. Okay, okay. Go, please. Come forward. Okay. English, okay? Okay. Take a seat. Okay, please. Yeah, I will be sitting here. Thank you for your lecture. When you talk about that, it is really... I want to ask you then, what is really beauty? And also, when we see that, we say this beautiful art, like Michelangelo, those people also, they had their own mind at that time. I don't think it is really like a pure spirit. It was, kind of kindness involved in it. So then can we say it is really art? Yeah. Or maybe not, it is not pure spirit. Yeah. Okay, this is really a big question. Let me explain that a little bit first. Like, beauty is like something shining light, shining light from the object, because that is the impression of the spirit. You can say the expression of God. When he shines himself in that way, we can see the beauty. So an object is only beautiful to the extent that it is shining. The shining of the spirit, and when like we are the onlookers, right? When we look at a world of art, and we don't see that. This is something we don't see anything. No meshes, no shining thing. It is not the shining in the material sense, but the shining of spirit. So according to Hegel, when we can see that, because we are spirit. Outside we are spirit. Spirit residing here, right here, in our mind. And when spirit, residing in my right here, you recognize it, it's all image in that object. That is the phenomenon of beauty, just occurs, and it takes us over. So usually we think this way. We are the looker, we look at that. And we say, oh, yeah, it's beautiful. It means that subjective. Yes. We think like that because we like it. We like it. Oh, beautiful! It's like beautiful because I like a woman with that shape, something like that. Yeah. But according to Hegel,
the shining, the light, you know, comes from that object. And it takes us over. We are like, you know, we are like passive, and the beauty of check, you know, invades in our spirit, and it says something to our spirit. In that case, like the subject is not us. The subject is it, you know, something comes up, the beauty and everything. It's like energy, you know, it comes from the object, and it could come to us, and it takes us over. And it, thank you so much, because the reason I am asking you is that even our gaze is pretty much about we are controlled. So we are not like being seen by some our affection or some cultural ideology. Yeah, something like, you know, according to if hero existed today, he would say the same thing about modern art. Say it is a bullshit, it is not a real art, because oh, we like it like this or that, and okay, and it is a kind of, you know, commodity to satisfy the rich and super rich and something like that, and the real art or the real phenomenon of beauty just happens when it comes to us, and we surrender ourselves to its power. The power is on us. It's like God. Something like that. Yeah, then what is the relation between the free spirit and pure spirit? Mm-hmm. Yeah. It's the alignment? Yeah, it's just like two moments, two stages. Like, you know, like my spirit is free right here. Mm-hmm. But it's not pure yet. And when I understand that I am spirit myself, pure spirit. Then, yeah, we understand that everything around me, even the building, even the river, mountain, everything, right, is my work. I am God. I am free spirit, pure, free, and absolute free spirit. When I understand that, it means that I am God. When everything I know, I have created everything, but I don't know it yet until right now. It's more like enlightenment. We get it that way. We don't get it wrong anymore. We see that we are that, mm-hmm. Right? Yeah. All along in home process, right. Something like that. Okay, well, you're welcome. So I can add to the answer to Professor Jung. So the idea of beauty and art making or the art, they have two different fields. Before they can intertwine into a topic. So history of beauty through philosophy has a lot of theories. Plato has his own, and Aristotle, and then Kant, and then Hume, and the rest, and Hegel we're talking about today. So that's one area where it exists in the realm of theories and concepts. Art has its own also history. If I were to, from the point of view of art historian or point of view of artist, we see the different movement and periods are the art making, from the figurative to development of technology, of oil, of landscape, of human figures and understanding of the human figures and all civilization and abstract later on, and then conceptual art, and then later on would be like pop and abstract expressionism. It's a whole history of art making, so we can have that. I guess for the topic for today, Hegel would combine. He would agree that beauty would express itself in the art, and that's a true reflection and connection between these two. Other thinker, they would rejected
artists, they might, they do art not because of beauty, or they anti-beauty to make art. So that's a, like a totally different way of art, making art. But for Hegel, at that period, and some of us as artists like to buy into that idea too. We make art for beauty. We don't want to shock other people because of anti-beauty, something, you know, because of the idea of making. So then for Hegel, I think beauty and art intertwine and they express itself fully. And you mentioned about how the viewers see and resonate with that because it's reflect, it reflects your spirit, and your spirit dictate by cultural boundaries, context, gender, education, culture. So that also it's part of art making and also reflecting on the viewers. And you don't know why you like it. It's because it's intuitively or unconsciously reflect the structure that you already have in you. And the artist has a similar kind of structure or point of view so that you can see that in it. So that's how I would answer. Okay. Xin phép lời cho Trung, tôi xin lược thuật lại cái ý kiến cho Trung để các bạn hiểu nó rõ là. Cho Trung ý nói thêm á là trong cái quan điểm của mỹ học phương Tây đó là cái đẹp và nghệ thuật là hai cái tách rời, nó có liên quan, nó có intertwine, đặc biệt trong cái thời kỳ của Hegel là nói tới thẩm mỹ học, người ta nghĩ tới đây là một cái loại triết lý về cái đẹp, là cái nhận xét về cái đẹp, hoặc là đào tạo những cái quan năng và làm cách nào để tôi thưởng thức được thế nào là cái đẹp chân chính, ví dụ vậy. Còn cái quan điểm hiện nay đó là nghệ thuật là nghệ thuật mà cái đẹp là khác. Nghệ thuật nó bao gồm tất cả mọi thứ chứ không có riêng, không có tính riêng cái đẹp. Rồi bạn thấy nghệ thuật hiện đại nó đương đại đó, có những cái kiểu rất là lạ, thậm chí là có cái phân bức tranh là phân nghệ sĩ đó, có ông nghệ sĩ ông còn mang luôn cả cái phân mà ông bỏ trong đóng hộp ông mang vô ông trình bày coi đó tác phẩm nghệ thuật mà. Có tác phẩm rất là khủng khiếp mà còn có hình Chúa Giêsu mà để tắm trong nước tiểu treo lên bắt bức tranh rất khủng khiếp các bạn, đó là bức tranh mang cái tính là các tín đồ đọc mà nhìn thấy những cái tác phẩm này là xỉu luôn á. Tức là ý cái nghệ thuật đương đại muốn tách rời khỏi cái bối cảnh triết học và tôn giáo, đặc biệt là đến từ thế kỷ 18, tại thẩm mỹ học phương Tây nó bắt nguồn thế kỷ 18 của bao gồm Garten đó, thì bắt đầu từ đó lúc mà ta nghĩ rằng là để hướng dẫn người đi tìm được cái đẹp, nhưng mà định nghĩa thế là cái đẹp là cả một vấn đề. What is beautiful là cả một vấn đề. Đó. Cho nên lại tôi có trả lời một cái câu hỏi của vị giáo sư lúc nãy là tôi nói là theo quan điểm của Hegel á, cái đẹp á là sự sáng lên, nó là shining của tinh thần. Đó. Và cái shining tinh thần nó có nghĩa là nó không phải như chúng ta tưởng tượng bây giờ là mình ngồi đứng mình ngắm bức tranh. Tức là chủ thể là vai trò quyết định, chủ thể sắp xếp là vai trò quyết định nhìn bức tranh. Bức tranh đẹp tại vì nó giống như bức tranh của Tô Ngọc Vân, giống như bức tranh của những người mà nghệ sĩ mà tôi đã từng xem qua là kêu vân, thì cái đó có phải sự chủ động của chủ thể và sắp xếp là được nhấn mạnh và cái đó là đối tượng để tiếp nhận, mà tôi tiếp nhận ở bên trong là tôi xử lý nó căn cứ trên cái kiến thức và sự hiểu biết về nghệ thuật của tôi mà thôi đó. Cho nên tôi hiểu sai thì tôi chịu, mà tôi không hiểu là tôi dốt luôn, không biết về nghệ thuật. Còn nếu tôi đã từng thưởng thức và hiểu được cái kỹ thuật vẽ tranh và xử lý tranh giống như là của thầy Trung ngồi đây, thầy Trung là chuyên gia lĩnh vực này rồi, không những thầy Trung là một tu sĩ mà còn là một họa sĩ và hiểu rất rõ về các vấn đề đó, thì như vậy là mình có cái trình độ như vậy thì mình nhìn bức tranh mình thấy khác. Còn nếu không á thì mình sẽ không nhìn ra những cái tinh tế, những cái hay hoặc những thông điệp mà người nghệ sĩ muốn gửi gắm ở trong tác phẩm của mình. Còn quan điểm Hegel là quan điểm khác đó, quan điểm Hegel là không phải vậy. Quan điểm Hegel là cái tác phẩm nó tự tỏa ra ánh sáng của nó và nó tương ứng với cái ánh sáng đã có sẵn trong ta, nó có sẵn trong mình rồi. Nó giống như là trong thần học của Thiên Chúa giáo đó, mà chúng ta phải có ơn kêu gọi mới được, phải tự nhiên muốn đi tu kiểu mà đi tuyển sinh đi vô tu đâu, học trong trường dòng hay là chuẩn bị đó, phải có lời kêu gọi, chúng ta phải nghe được tiếng kêu gọi calling, như vocation, nó thiên chức là gì, là thiên chức đó, là chức mà trời ban đó. Ví dụ sư phạm là một thiên chức là vậy đó, là phải có lời kêu gọi vocation, từ tiếng tức là tên vocare,
Vokare là nghe, là gọi, nghe nghe âm thanh, nghe cái tiếng đó. Mình nghe người có tiếng người gọi mình mới tìm đến. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Cái là mình có cái dụng tâm đi tìm. Cái này tin lành với lại tôn giáo hơi khác nhau một chút xíu, khác nhau về cái điểm nhấn thôi. Đối với tin lành không không có điểm tiếp xúc đó, nhưng mà đối với công giáo thì tức là mình vươn lên, nhưng mà Thiên Chúa là cúi xuống. Okay. Thiên Chúa đưa bàn tay ra và mình nắm lấy bàn tay của Ngài, Ngài đưa chúng ta đi lên. Ok, phải có điểm tiếp xúc. Còn nghệ thuật như vậy, nghệ thuật là như vậy, bằng theo điểm hay ghê nha, là bức tranh nó đã có sẵn một sức sống của tinh thần tự do, tinh thần đã tiềm ẩn trong đó rồi, và nó tỏa ra đến chúng ta như một luồng năng lực, tỏa đáp ứng với nguồn lực của chúng ta, nó cảm nhận được và cảm thấy yêu quý cái bức tranh đó, tác phẩm đó. Bởi vì đôi khi nó không diễn tả được cái sự yêu quý của mình, nhưng cả hai bên đó, hai nó phải tiếp, phải gặp gỡ nhau ở một điểm. Okay. Còn những tác phẩm không phải nghệ thuật chân chính các bạn, mà không cảm nhận điều đó, mà thấy bức tranh này rất là lòe, hay bức tượng này nó có mô tả gì đó. Để, chúng ta dùng cái từ rất là hay các bạn, mình thấy bức tranh hoặc bức tượng này không có hồn. Chúng ta vẫn thường nói câu đó mà nó thấy cái bức tranh này nó thấy nó không có hồn, không cảm thấy một sự thu hút nào của tác phẩm đối với tôi á. Còn tác phẩm nghệ thuật các bạn, ngay cả bạn biết là trong thánh đường á, có những cái hình ảnh các bạn có nhìn mà bị thu hút, mặc dù bạn có thấy bạn không phải là người Kitô giáo, bạn phải là người theo đạo hay gì đó, nhưng bạn cảm có một sự thu hút gì đó, cái sức sống ở trong cái pho tượng hay là nó tỏa ra tới chúng ta, nó cảm thấy có một lời kêu gọi, một cái thông điệp được gửi đến. Cho nên đối tượng mới đóng vai trò quyết định, chứ không phải mình. Đối lập lại với cái tư duy hiện đại, mình là người quyết định, dựa trên trình độ chúng ta mới quyết định về cái giá trị của nó. Còn không, theo kiểu quan điểm hay là cái tác phẩm đó là sự gặp gỡ của tinh thần. Khi mình thấy nó shining, nó bừng sáng lên ở trong tác phẩm đó, thì ta nhận ra giá trị của nó, ta nhận ra nó, bởi vì chúng ta cũng là tinh thần, chúng ta cũng là tác phẩm tinh thần. Và cái lần hai tinh thần gặp nhau, đồng thanh tương ứng với đồng khí tương cầu, nó kiểu đó, nó tương ứng, đồng thanh tương ứng với đồng khí tương cầu là gì, là đúng cái khái niệm nghệ thuật, là đúng là tri kỷ đó, là hai vị đó các bạn. Bạn phải nhìn nó, có tri kỷ còn chữ là tri âm, tri âm là vậy đó, người tri âm các bạn, giống như là cái người mà ngày xưa Bá Nha Tử Kỳ đó, thậm chí không đánh đàn người cũng cảm nhận được, người kia chỉ cần ngồi suy nghĩ thì người kia cảm nhận được tâm tư anh giờ đang ở đâu, gõ một nốt đàn lên thì đã biết ngay là anh đang nghĩ tới suối chảy hay là máy bay hay đang nghĩ tới vấn đề gì đó. Là người tri âm là người có khả năng thẩm âm cao, ok, mà có thể hiểu được cái tình cảm, cái thông điệp mà chỉ dừng nghe một vài âm thanh của tiếng đàn là hiểu được người đang buồn hay là đang uất hận, đang cô đơn, vân vân, thì đó là tinh thần, đó là tiếng nói hai bên đường chạm nhau. Cái chiều tri âm rất là hay các bạn, cho nên miền Nam có câu rất là thô và rất hay là đàn gãy tai trâu, ok, tai trâu nó có tri âm đâu, nó có, mình có gãy luôn, cái trong đó nó không có, hoặc là cái tinh thần ở trong con trâu nó thấp quá, ăn cỏ nhiều quá, nó thấp tới mức độ nó nghe không ra. Chứ nó cũng là tinh thần, đúng là tinh thần có, nhưng mà có, nhưng mà tinh thần nó thấp quá. Còn ở động cấp động vật mà nó rất là thấp, rồi cái cấp mà đất đá và thực vật nó còn thấp hơn nữa. Nhưng mà đã có nhiều nhà khoa học họ xác nhận các bạn, họ nói ngay cái nước các bạn nó cũng có tinh thần đó. Ví dụ mà nói là họ dùng những cái ánh sáng gì chiếu vào nó hay là gì đó, thì cái cây nó bị héo đi, hoặc là cái nước nó biến đổi, những cái phân tử trong bên trong nước mà nó bị biến đổi cho nó cũng bị tác động. Đương nhiên là cái tác động của nó quá giới hạn, nó không như loài người chúng ta là nó được cái phạm vi tác động nó lớn hơn rất là nhiều. Thành ra nó cái phản ứng khác, mình có trình độ tri âm khác. Nhưng rõ ràng ví dụ như con bò mà nuôi bên Nhật, bò Kobe các bạn, họ cho nghe nhạc Beethoven thì do nghe nhạc mà cổ điển á, để cho cái thân nó mềm, tại vì như cho nhạc rock là chết liền, rồi nó cứng nó cứng các bạn, rồi nó mang đến dai đó là thực bát không có được. Mới còn phải cho nghe nhạc cổ điển êm dịu, nó ngồi nghe vậy là đó, rõ ràng đó nó cũng có khiếu thẩm âm, nhưng mà nó không đủ trình độ để nó có thể tạo ra những cái tác phẩm tương tự, hoặc nó có thể phản ứng giống như con người được, đúng không? Nhưng rõ ràng là có, tìm ra cái cấp. Cũng lúc mình còn nhỏ là mình nghe được những bản nhạc, nhưng mình không hiểu là nó hay chỗ nào, mình chỉ biết mình thích bản nhạc đó thôi, hoặc là thích lời ru của mẹ, rồi những câu nói nhẹ nhàng đó, đúng không? Mình thích chứ mình, nhưng mà lúc còn nhỏ mình không hiểu được, mình không có đủ ý thức trình độ như bây giờ. Thì ý Hegel nó đã đến khi mà cái tinh thần nó đến chỗ tuyệt đối thì nó hiểu được chính nó là tất cả những thứ đó, thì lúc đó là cái cuộc hành trình của nó được kết thúc. Thì cái quan điểm là như vậy. Còn Nguyễn cũng bổ sung thêm cái góp ý của thầy Đông rất là hay. Ý thầy Đông muốn nói là như vậy đó, nó có một cái lịch sử về những quan điểm về cái đẹp là khác, mà cái lịch sử về nghệ thuật và art making á
là cái mà tạo hình ra nó, tạo ra nó không nghệ thuật, đó là có một cái lịch sử riêng. Ý của thầy Trung là muốn bổ sung thêm cái khái niệm đó. Rồi thêm một câu hỏi trước khi tôi kết thúc vào 11 giờ, tôi kết thúc thêm một câu hỏi nữa. Xin mời ạ. Xin anh giới thiệu trước bản thân. Tại nhìn anh cũng rất giống nghệ sĩ. Xin chào thầy Trung và thầy. Tôi đến là giáo viên của nhà kiến trúc. Dạ, xin Xin chào, có biết tên không? Dạ, tôi tên là Tăng. Tăng, tại đây. Dạ, kiến trúc sư. Và thì rất có duyên khi được học trò giới thiệu với vấn đề để nhìn thấy được các bạn chương trình. Thì qua cái quá trình mà nghe thầy trình bày cũng như các cái quan điểm ví dụ về trường cơ viên, thì tôi cũng có một cái câu nhớ là cái câu của các mát. Từ xưa học triết học ở Phật đại học thì các mát có nói rằng là bạn muốn thưởng thức về nghệ thuật thì trước hết bạn phải được giáo dục về nghệ thuật. Thì câu nói hồi xưa khá là, mình nghĩ đó là chắc là thiết diện hay không. Chẳng lẽ nghệ thuật chỉ dành cho những cái dân giới nghệ thuật hay là nghệ thuật hay sao? Tại liệu có nghệ thuật là phổ quát của đại chúng có thể đi đến với tất cả mọi người không? Xin thì là một cái tôi chia sẻ cho. Xin cảm ơn câu hỏi của thầy Tân. Thì cái câu hỏi này đó, mình nghĩ rằng để một chuyên gia như là thầy Trung trả lời thì mới chính xác. Thực sự câu này rất là khó. Bây giờ nói theo cảm xúc thôi, em nghĩ là nó cũng cần cả hai đó. Tức là mình được sinh ra với một cái bản năng là có thể cảm nhận được những cái vẻ đẹp, nhưng mà mình cũng cần phải được giáo dục để mà cái bản năng đó nó sâu hơn và nó mạnh hơn. Em nghĩ là nó cũng tương tự như là tất cả mọi lĩnh vực khác, chứ không phải là mình có rồi nhưng nó chỉ ở đó và nó hoàn hảo hết. Thì đúng là dạ là em chỉ đó là hướng đi của câu trả lời này đó. Thì ví dụ nữa thì là thực sự nếu mà mình thêm ý đó nữa là đến một thời kỳ việc lịch sử của tạo hình đó nó quá triết lý, tức là đến cái thời được ví dụ nó là thời abstract expressionism, tức là trừu tượng thể hiện đi, thì cái câu hỏi của cái giai đoạn đó của tác giả là Jackson Pollock, là cái ông rẫy sơn trên cái bức tranh là trên nền nhà đó, như là Pollock dạ. Jackson Pollock, Pollock. Của là action painting. Action painting là ống vẫy những tranh đó như vậy. Thì cái câu hỏi không phải là đẹp, hay là câu hỏi là làm để mà miêu tả một hình ảnh hay là cái gì. Cái câu hỏi ống giải quyết đó là lúc đó người ta đặt câu hỏi là vậy tranh là gì? Thì ống giải quyết đó bằng là tranh là một mặt phẳng, không cần phải vẽ giả hay là ảo tưởng, nó chỉ là sơn và mặt phẳng. Tranh không phải là một cái cửa sổ để nhìn xuyên qua nó, nhưng là một cái mặt phẳng để chứa đựng cái sơn và không cần phải có ý tưởng gì cả. Thì khi mà đến mức độ đó thì ta nhìn thì ta chả thấy nó đẹp gì cả, hay là chả thấy nó rung động gì cả, nó chỉ thấy là một cái vẫy sơn trên đó. Thì theo cái đó thì sẽ đục đến ý của các Mark, của Mark là đúng là chỉ có những vài người họ hiểu thôi, chỉ cho những cái một số mà học cái sự hội họa hay là triết gia mà bàn luận về vấn đề tư tưởng đó thì bức tranh nó mới thấy giá trị. Còn những người bình thường ở ngoài mà không học đến lịch sử nhìn nó thì mình vẫn có nói là ai cũng làm được cái này, tại sao mà phải nổi tiếng mà bán được nhiều tiền như vậy. Thì để trả lời câu hỏi của anh đó, có lẽ là nó cũng nhận định tích cực là đúng là có khi nó cũng chỉ là dành cho những người mà học
có học rồi chỉ có nằm trong cái giai đoạn rồi tất cả mọi người khác không được tham gia thì đó là tiêu cực. Rồi một phần đó cũng nói cái phổ quát tích cực là đúng, là những điều này để mà cảm nhận thì cũng phải được đào luyện. Rồi họa sĩ sẽ làm cái gì với hai cái trường phái đó thì phải để cho họa sĩ quyết định, hoặc là làm theo lý trí hay là cảm xúc hay là cái gì đó thì mỗi người nó lại phức tạp hơn nữa. Dạ. Xin góp thêm ý của thầy Trung ở đây là theo quan điểm của Hegel các bạn, cái năng lực tinh thần của chúng ta đó nó chỉ tương ứng với những cái cảnh tượng mà nó phù hợp với cái cảnh giới tinh thần mà mình đạt đến thôi. Với sự phát triển tinh thần của một đứa trẻ thì đứa nó quan trọng nhất là sữa, ăn uống, đồ ăn, đồ chơi, có thấy không? Thì sẽ nhận ra được cái vẻ đẹp của đồ chơi mà cái mình không nhận ra. Mỗi đồ chơi nó rất là thích, đứa con gái thích chơi búp bê hay là con thích chơi đó. Tại cái cảnh giới tinh thần đứa trẻ nó chỉ mới mức độ nó đang vươn lên tới cái cảnh giới đó mà thôi. Cho nên đó là cái quan điểm Hegel nó bao trùm cả chuyện đào tạo lẫn không đào tạo. Vì có những người không hề đào tạo, bằng chứng là cụ thể luôn là Mozart. Rồi cái đứa trẻ gần như nhất bài vẽ tranh của thiên chúa các bạn, Akiane đó, Kramarik á, cô người Lithuania mà sống tại Mỹ á. Cô bé này cô nói 4 tuổi là chúa đã đến dạy cô ta vẽ tranh. Và 8 tuổi là hoàng đàn của ta. Bức tranh này hiện nay bán 150.000 đô la. Mà ngay những họa sĩ bậc thầy đã được đào tạo ngành không chắc mà được vẽ đẹp giống như vậy. Ok, cô ta đã vẽ và đúng theo cái kiểu mà mình mô tả lúc nãy đó. Chúa Giêsu là người Trung Đông, da ngăm và tóc đen. Thì đứa trẻ bằng tuổi 8 tuổi thì làm sao nó nghĩ ra ý định để lừa gạt ai được. Thì nó câu là thiên chúa đến dạy nó. Thì nó đặt tên bức tranh bằng lên mạng lên xem vào hoàng tử của hòa bình, The Princess of Peace. Cô vẽ như vậy. Thì bằng tưởng tượng 8 tuổi không hề học vẽ đâu hết. Rồi một cái người, một chuyện khác, một người phụ nữ khác sống cuộc đời rất là sung sướng tới năm 40 tuổi, bà ta cảm thấy cuộc đời là vô nghĩa và đã bắt đầu vẽ. Ngay bức tranh đầu tiên đã bán được 100.000 đô la. Mà ngay cái họa sĩ chuyên nghiệp, đào tạo chuyên nghiệp mà không tưởng tượng nổi, người ta vẽ được bức tranh như vậy. Thì chỗ này tôi lại càng nghiêng về thuyết của Hegel nhiều hơn. Là tinh thần tới mức độ nó phải được thể hiện. Đã lúc đến lúc 90 nó thể hiện, nó phải thể hiện ra bằng cách là tinh thần là tự do. Mà tự do là phải muốn chiêm ngưỡng chính mình bằng cách nó phải tự thể hiện ở bên ngoài nó mới chiêm ngưỡng nó được. Cho nên các bạn mỗi lần á, bạn nghĩ về bản thân mình, bạn lấy gương ra soi. Bây giờ có điện thoại di động dễ rồi. Mình là ai ta? Mình là cái thằng gì ta? Sao thức tình hoài trời? Mắt ra chụp hình tự mình, mình ngồi mình coi mình như nè. Mình đâu đến nỗi nào ta? Sao thức tình hoài trời? Thấy không? Bạn thấy không? Mỗi lần bạn muốn tìm hiểu bản thân mình, bạn lại soi gương, hoặc là bạn tìm cái nào đó. Hoặc bạn hỏi người khác là mày nghĩ gì về ta? Mày là bản thân nhất. Mày nói thiệt đi, mà tao là người xấu hay là người tốt vậy? Tao thấy tại sao mà gặp tao là phụ nữ nó bỏ chạy hết là tại sao vậy? Bởi vì tinh thần ở bên trong chúng ta nó muốn hiểu nó phải được tự do để tìm hiểu, nó phải được tự do để thể hiện, nó mới hiểu nó được. Vẽ tranh, làm nhạc, nó muốn coi là mình là cái gì. Sau khi bạn hoàn xong bài nhạc các bạn, bạn có cảm giác là bản nhạc này nó không phải là mình. Xé bài thơ thì không phải, xé bỏ không phải mình. Đặt cái bộ bài đó nói đây là mình nè, cái này là mình nè. Mình muốn soi rọi mình muốn dùng những lời tiếng nhạc, ca từ trong đó để thể hiện chính bản thân mình. Tinh thần tự do là vậy. Nên khi cái cảnh giới bạn đến đâu á, thế giới bạn đi theo bạn tới đó. Nó không có tồn, theo quan điểm Hegel không có tồn tại một thứ thế khách quan. Nó làm sẵn cho mọi người, vì mỗi người chúng ta có một thế giới riêng, tùy theo cảnh giới tinh thần bạn đang ở là cảnh giới nào. Nếu ông ta không có được, tôi giảng bài cho nó là không phải duy tâm cũng không phải duy vật. Tại tâm vật là một. Tâm vật là một, không có chia ra làm như vậy. Nhưng mà khi mà nhìn thấy vậy, anh là dân kiến trúc. Một ngày nào đó anh sẽ tạo ra một tác phẩm mà nói cái này là mình nè. Mọi người khác, ủa anh kiến trúc mà làm chùa có khỉ gì đâu, chùa thiếu gì, anh xây ngôi chùa theo ý anh muốn thiết kế ngôi chùa giống anh đúng không? Mọi người nói chùa thiếu gì, đâu có gì đặc biệt đâu. Nhưng trong anh, tiếng nói tinh thần trong anh nói đó là mình. Bây giờ mình tìm ra mình rồi. Tinh thần tự do mình nó được an cư lạc nghiệp ở chỗ này. Tại vì cái khát vọng của mình được thể hiện là cái đó. Tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời mình là làm một ngôi chùa theo đúng ý của mình. Chẳng hạn trong một ngôi chùa đặc biệt, không có tượng gì hết, không có tượng Phật, trong ngôi chùa không có ai hết.
Okay. Và nhìn kỹ lại cái người mà được ngồi đang ngồi đó là chính mình. Okay, đâu chỉ lấy ví dụ mà ví dụ một cái tác phẩm, cái tôi thấy oh wow, cái này là spirit của mình nó đã thể hiện ở đây. Thì cái trình độ, cái sự phát triển về tinh thần của mỗi cá nhân đó bạn là sự phát triển của mỗi cá nhân, và với cái cảnh giới đạt đến của từng cá nhân, mình sẽ đạt đến một cái cảnh giới nào khác. Đó, thành cái quan điểm của Mark không phải là sai, nó được bao trùm trong đó luôn. Là đào tạo không đào tạo gì đó, chứ nó không quan trọng. Nhưng cái cảnh giới tinh thần bạn đặt ở trong bạn đến lúc nào, ở bên ngoài á chúng ta thì gọi là spirit, còn trong đầu chúng ta thì hay gọi là mind. Đó, một cái spirit bên ngoài trong là mind đó, tiếng Anh tiếng Đức chỉ có một cái chữ là Geist thôi, còn nó không có gì. Còn nếu mà nó dịch vào tiếng Anh á thì các dịch giả họ dịch là cái Geist thì nó nằm trong đầu mình thì gọi là mind, thì nằm ở bên cộng đồng xung quanh chúng ta thì gọi là spirit, tinh thần cộng đồng, tinh thần xã hội, tinh thần pháp luật, tinh thần quốc gia gì đó. Ok, thì khi mà hai cái nó phải hội nhập với nhau được á thì lúc đó bạn mới thật sự là bạn được thể hiện đúng. Ví dụ như Việt Nam đang có câu là chúng ta đa số người Việt vẫn chưa thật sự có tinh thần tôn trọng pháp luật, là đúng ý nghĩa của Hegel đó. Tại vì cái giá trị đó là giá trị cộng đồng, những nguyên tắc phổ biến của tinh thần bên ngoài họ nó chưa gặp cái bên trong. Mình vẫn coi những cái ngày công an á là lực lượng mang tính đe dọa và phải tránh né bằng mọi cách về sợ nộp phạt. Còn một khi các bạn những giá trị phổ biến của pháp luật đã đi vào bên trong, ta hội nhập được rồi, các bạn như bạn sống bên Mỹ vậy đó, tới nó 3 giờ sáng đây, những người đã sống bên Mỹ người Mỹ luôn, 3 giờ sáng đúng không đúng, thì đến cái đó nó kêu stop là mình stop à, tự nhiên luôn á, tức là mình không phải là mình sợ ai đó. Dân Mỹ nó nổi tiếng đâu sợ cảnh sát đâu, nó sợ là sợ pháp luật, nó tôn trọng pháp luật theo đúng nghĩa. Đang chạy xe trên núi nha, 3 giờ sáng là đường vắng teo, nhưng nhìn cái bản stop và tự nhiên chân đó mà bỏ vô. Theo luật giao thông của Mỹ quy định các bạn, bạn không được rà, bạn phải đạt luôn thắng á, đứng hẳn lại. Tại có mấy con quay phim nó coi mình rà là vẫn tính là phạt. Kiểu Việt Nam là rà là nhìn có công an không, kiểu Việt Nam vậy, theo kiểu vậy. Ủa bộ chuyện biết sao chuyện thấy đèn đỏ, nó đâu có, em thấy chứ, tại em thấy anh. Đó là kiểu Việt Nam. Việt Nam phải thấy công an mới ngừng, còn nếu mà không thì vẫn chạy được. Nó công an mới chặn lại, mới hỏi câu đó. Tôi coi trên mạng có cái đoạn đó. Cho nên là không có em thấy, đèn đỏ thì em thấy, tại em thấy anh. Đèn em cũng vượt luôn. Còn bên Mỹ các bạn chỉ cần thấy đèn đỏ là đúng bản chất của pháp luật là đạp thẳng ngừng lại. Đúng để chờ đến 1, 2, 3, 10 giây là bắt đầu thả chân ra và chạy tiếp, chứ không có được ra chứ rè. Ok, tại vì sao các bạn? Những giá trị phổ biến của tinh thần pháp luật đã được hội nhập vô trong rồi. Hay là mình hiểu giá trị phổ biến nó rất rõ ràng. Không tốt mất đó, tôi mới sợ anh. Ok, anh cũng chỉ là người giống tôi mà thôi. Tôi sợ pháp luật. Tôi sợ nhất làm sai pháp luật. Tôi không sợ anh. Còn Việt Nam ngược lại. Tại cái tinh thần phổ biến pháp luật nó chưa đi vô trong, nó chưa hội nhập bên trong. Thì mình gặp mình chỉ còn người né tránh nó. Mình chỉ sợ những con người cụ thể thôi. Chứ mình không có sợ tinh thần pháp luật. Tại mình chưa hiểu nó. Mình không hiểu nó để làm cái gì. Nó phục vụ điều gì cho mình. Bằng những pháp luật là một mớ những cái răng đe mà ví dụ giờ biển số định danh vậy đó, nó làm cả thị trường bán buôn bán xe ngưng lại luôn. Tại người dân chưa hiểu được nó có lợi cho mình hay không, giờ bán có lợi hay là mua, nó không, vẫn chưa thực sự hiểu được cái biển số định danh là cái loại gì, nó có hại cho mình hay không. Đó là đó suy nghĩ của họ. Còn nếu thật sự các bạn, người dân ở xứ văn minh á, họ tôn trọng là tôn trọng pháp luật chứ họ phải thôi. Người cụ thể mà không nhỏ nhỏ gì, anh tổng thống à, làm sao nó tuôn, nó vẫn bắt anh, nó vẫn nói anh, nó vẫn chửi anh như được. Tổng thống Donald Trump nó bị ra hầu tòa đó. Còn trước đây là Bill Clinton chỉ mình dính mấy cô Mona Lewinsky, còn nó vẫn ra tòa như thường. Vấn đề chính là pháp luật, đó mới là thật sự là pháp luật các bạn. Mình sợ là sợ cái tinh thần của nó, tinh thần đó mình sợ là mình tôn trọng, mới phải mình sợ đó. Tại vì hai tinh thần đã gặp nhau rồi, mình người có ý thức. Thì giờ đi ngoài đường mà, cho dù không có công an, mình vẫn phải đi đúng lời của mình. Hoặc quẹo là mình có xi nhan, nhưng mà là cần không có. Thấy có công an thì xin nha, có công an sợ được phạt rồi không xin nha. Cái đó là tinh thần, những giá trị phổ biến tinh thần từ bên ngoài mình vẫn chưa đi và nó vẫn chưa hội nhập. Thì ý trong trả lời tôi mở rộng thêm là vậy đó mà. Tôi nghĩ là tôi chấp nhận quan điểm Hegel, là tôi cho rằng là như vậy. Thành ra có đào tạo. Còn thật sự là tôi nghĩ là Mark ý muốn nói vậy các bạn. Mark muốn nói rằng là để đánh giá một tác phẩm nghệ thuật á, nó hay hay đẹp á, là phải dựa vào cái những tiêu chí của giai cấp thống trị, giai cấp tư sản. Thành ra ý mà ông nói là tất toàn bộ nghệ thuật của phương Tây là nghệ thuật của đất tư sản hết, mà chưa có nghệ thuật chân chính là của giai cấp công nhân, là của giai cấp vô sản.
Thành ra cái đám elite, đám thượng lưu nó áp đặt cái đó, áp đặt những cái tiêu chí của bọn tư sản, tiểu tư sản, rồi áp đặt những đẹp là phải vậy đó. Bạn phải coi được tranh của Mane, bạn phải coi được tranh của Mane và tranh của những cái ông tác giả mà thuộc loại là như vậy, thể hiện cái cảnh sống của đám thượng lưu, hoặc là những người phụ nữ khỏa thân nằm trong buồng, những bức tranh, những bức tranh mà làm nên nhìn từ quan điểm, và nhìn từ quan điểm của Marx nha, nghệ thuật phương Tây là phải vũ sổ hết, cái chỉ tính nghệ thuật của giới công nhân thôi mới phản ánh thực sự đời sống, còn cái kia là giả tạo, tô vẽ để tạo những hiện tượng lòa mắt chúng ta, thao túng tâm lý chúng ta, để cho cái đám bình bần cố nông ở dưới á phải cố gắng vươn lên đi sống giống vậy đó, là xong rồi đó, mục đích cuộc đời anh là vậy đó, làm sao có được cái tòa lâu đài đó, có cái tòa thảm xanh đó, rồi ngồi ăn chơi với mấy cái thằng quý tộc đó, vậy vậy đó. Anh nhìn từ quan điểm Marxist các bạn, thì của Marx là quan điểm khá chật hẹp, sau này đã được cứu vớt bởi nhà Marxist khác như là Habermas á, thì chúng ta đề cao nghệ thuật, nhưng theo một hướng tân Marxist, theo cái nghĩa rằng là nghệ thuật đích thực nó phải giải phóng bạn ra khỏi những cái xiềng xích của cuộc sống vô tình các bạn. Marxist là quay được quan điểm của Hegel, còn ta cứ tưởng ta người theo Marxist, nhưng nói là nghệ thuật để giải phóng các bạn ra khỏi xiềng xích của cuộc sống thì chính là đang nói theo giọng điệu của Hegel rồi, tại vì chúng ta là tinh thần tự do và nghệ thuật giúp ta nhận thức ra được mình chính là tinh thần của tự do, vậy thì hà cớ gì mình phải chấp nhận những cái xiềng xích này. Một khi bạn nhận ra được bạn chính là một chủ thể tự do, bạn đang nằm trong bên trong lồng ngực của bạn, thì các bạn làm sao mà chấp nhận được những cái quy định mà để hạn chế sự tự do đó, thì vô tình Marcus lại quay trở lại quan điểm của Hegel. Xin cảm ơn tất cả câu hỏi của bạn, xin phép tự kết thúc đây.